Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 110. Nháy mắt trôi qua 7 ngày, một mảnh nồng vụ lượn lờ sơn lâm ở giữa, mấy đạo chật vật thân hình tụ tập cùng một chỗ, mấy người trên người toàn bộ đều là huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra trong đó một người, chính là U Vân Phủ Thiếu Phủ Chủ Thanh Minh. Thanh Minh sắc mặt vô cùng âm trầm cùng mỏi mệt, hai con ngươi lộ ra nồng đậm tơ máu, tựa như nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi một dạng. Thiếu chủ, Thiên Thi Tông người đều điên rồi sao, vì sao muốn liều mạng đối phó ta U Vân Phủ tu sĩ? Trong đó một cái hôi bào lão giả hung dữ nói, trên người trán phóng lạnh lẽo sát khí. Tiếp tục như vậy, ta U Vân Phủ không nói có thể tiến giai vòng thứ hai, liền là có thể sống sót đều cực rất ít a. Một cái khác tay cụt nam tử trung niên lo lắng nói. Hắn chỗ cụt tay vẫn như cũ còn đang nhỏ xuống lấy hắc sắc máu tươi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, cho người tê cả da đầu, hiển nhiên là vừa mới bị người chém đứt không lâu. Đáng hận nhất là Huyền Thiên Kiếm Tông người, dĩ nhiên cũng chặn ngang một cước, khắp nơi phục sát ta U Vân Phủ tu sĩ, mấy ngày nay thời gian, đoán chừng chết ở bọn họ trên tay người cũng đã vượt qua 500. Đáng tiếc, chúng ta thực lực quá thấp, kéo thiếu chủ chân sau. Mặt khác mấy người cũng phẫn nộ vô cùng, đáng tiếc bọn họ lại không thể làm gì, ai bảo bọn họ thực lực quá thấp đây. U Vân Phủ thực lực ở trong 9 phủ 13 tông thế nhưng là xếp hạng cuối cùng, mà hiện tại, truy sát U Vân Phủ tu sĩ, lại là xếp hạng ngày thứ 3 Thi Tông cùng thứ 5 Huyền Thiên Kiếm Tông. Cái này hai đại thế lực, trẻ tuổi một đời chỉnh thể tố chất, đều viễn siêu U Vân Phủ, tùy tiện to lớn thế lực đoán chừng liền có thể hủy diệt U Vân Phủ. Hiện tại hai đại thế lực cùng nhau săn giết, chỗ nào còn có U Vân Phủ tu sĩ sống sót cơ hội. Thanh Minh thực lực xem như không sai, thế nhưng mấy đại thế lực bên trong, thế lực cùng hắn tương xứng cũng có mấy người, lại càng không cần phải nói cái kia thập đại thiên tài cấp bậc Thi Hoàng Tử cùng Huyền Bạch Y. Huyền Bạch Y ở trong thập đại thiên tài cơ hồ xếp hạng cuối cùng, hắn đều có thể chiến thắng Thanh Minh, mà Thi Hoàng Tử thế nhưng là ở trong thập đại thiên tài xếp hạng đệ tam, hắn nếu xuất thủ, Thanh Minh bọn họ đoán chừng đã sớm chết. Cái này cổ địa mặc dù không lớn, nhưng là không nhỏ, luôn có chúng ta nơi sống yên ổn. Thanh Minh hít sâu một cái, con người sâu thẳm vô cùng. Giờ phút này, trong đầu hắn lóe qua một đạo thân ảnh, thần sắc có chút phức tạp. Lập tức hắn trong lòng lại nắng ngâm nói, ta coi là bằng ta bản thân, liền có thể mang theo U Vân Phủ tiến vào top 10, hiện tại nhìn đến, là cỡ nào buồn cười, có lẽ chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Oanh, ý nghĩ chưa rơi, một đạo đáng sợ đao mang từ trên trời giáng xuống, đao mang đến quá nhanh, nhanh đến Thanh Minh bọn họ đều không lấy lại tinh thần, toàn bộ cổ lâm đều run rẩy kịch liệt, bụi bặm bắn ra bốn phía. Thanh Minh một nhóm, lại có hai người chết ở đao mang này phía dưới, liền linh hồn đều không chạy trốn ra ngoài. Thiếu chủ đi mau, mặt khác mấy người sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ đến rốt cuộc lại bị người đánh lén, mệnh cách thần tinh có thể cảm ứng 10 dặm phạm vi những người dự thi khác tồn tại. Cái này cự ly nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, nếu là không được trước tiên phát hiện, vô cùng có khả năng bị người đánh lén chí mạng, cũng tỉ như hiện tại như vậy. Muốn đi, các ngươi ai cũng đi không được, quát lạnh một tiếng vang lên, lại là nhìn thấy, chung quanh đột nhiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thanh Minh mấy người lạnh lùng liếc nhìn lấy chung quanh đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái hắc bào nhân trên người, hắc bào phía trên vẽ lấy một cái quỷ dị bức họa, phía sau cùng trước ngực viết một cái tam chữ. Thi Hoàng Tử nanh vuốt Thi Tam, Thanh Minh sát khí nặng nề nhìn xem cái kia hắc bào nhân. Sau đó cho bên người mấy người truyền âm nói, qua một lúc ta phá vây, các ngươi thừa cơ chạy trốn. Thiếu chủ, không thể. Thanh Minh thuộc hạ đối với hắn cũng coi là cực kỳ chân thành, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý trốn. Các ngươi nghĩ đến chạy trốn à, không cần phí chuyện, hôm nay các ngươi đều phải chết ở nơi này. Hắc bào nhân Thi Tam bọc lấy trong hắc bào lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lộ ra thị huyết quang mang. Thoại âm rơi xuống. Hắc bào nhân phất phất tay, chung quanh tầm 10 người không chút do dự hướng về Thanh Minh bọn họ đánh giết mà đi. Giết, Thanh Minh gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, một kiếm đâm về sau lưng, muốn chém giết một người phá vây ra ngoài. Đối mặt Thi Hoàng Tử nanh vuốt Thi Tam, Thanh Minh cũng không có quá lớn nắm chắc, muốn phá vây,
chỉ có thể lựa chọn mặt khác mấy người. À nhưng mà, đối diện cái kia hắc bào nhân lại là lộ ra một tia cười khẽ, thật giống như bị Thanh Minh xem nhẹ mà cực kỳ khinh thường. Mắt thấy Thanh Minh một kiếm đâm tới, sắp đánh trúng hắc bào nhân thời khắc, hắc bào nhân đột nhiên thân hình lóe lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tránh thoát Thanh Minh một kích, lập tức một cái trưởng đao chém về phía Thanh Minh cánh tay. Thanh Minh phản ứng cũng không chậm, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm lập tức rơi vào hắc y nhân trưởng đao phía trên, một vòng máu tươi bắn ra, cái kia bàn tay trực tiếp bị Thanh Minh một kiếm chém xuống. Đi mau, Thanh Minh hét lớn một tiếng, thân thể thừa cơ tới gần, trường kiếm chán phóng một giải lụa, trực tiếp chui vào hắc bào nhân mi tâm. Cùng lúc đó, Thanh Minh chân đạp quỷ dị bộ pháp, cực tốc hướng về nơi xa Bưu Nhiếp mà đi. Đi theo Thanh Minh người, cũng giống như đã sớm làm xong chuẩn bị, đồng dạng từ cái kia lỗ hổng phá vây rồi ra ngoài, sau đó hướng về mặt khác mấy cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Bọn họ chỉ có 5 người, mà Thi Tam một phương lại nhiều đến 11 người, nếu như hướng về một cái phương hướng chạy trốn, 8-9 phần 10 sẽ toàn diệt. Hiện tại 5 người hướng về 5 cái phương hướng thoát đi, cũng coi là phân tán Thi Tam một phương thực lực, bọn họ muốn sống sót hy vọng gia tăng thật lớn. Không hổ là một phủ thiếu chủ, ngược lại là có mấy phần tâm tư. Thi Tam lạnh như băng phun ra một câu, trong giọng nói đều là vẻ đăm chiêu. Duỗi ra một cái tay đánh một cái thủ thế, sau đó 11 người lấy 2 người làm một tổ, hướng về U Vân phủ tu sĩ truy sát mà đi. Lão ưng bắt gà con trò chơi, chính thức bắt đầu. Thi Tam cũng đồng dạng mang theo 2 người đuổi theo, ở hắn nhìn đến Thanh Minh mệnh cũng đã trở thành vật trong bàn tay. Nửa chén trà nhỏ thời gian trước đó, một cái nào đó chỗ sơn lâm chỗ sâu, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, một đạo áo đen thân ảnh hiện lên ở không trung, đề phòng đánh giá bốn phía. Mới qua mấy ngày thời gian, áo đen thân ảnh mặt lộ cổ quái nói, nhìn đến cái này mấy loại địa giai thần thông vẫn là quá dễ dàng. Nếu như người khác nghe được áo đen thân ảnh mà nói, khẳng định sẽ khinh bỉ không thôi, mấy ngày thời gian tu luyện thành công mấy loại địa giai thần thông, vậy mà còn nói dễ dàng. Nếu là đổi lại một người khác, liền là 10 năm 8 năm cũng chưa hẳn có thể tu luyện thành công. Hiển nhiên, cái này áo đen thân ảnh liền là Tiêu Phàm cái này biến thái, cũng chỉ có hắn mới có như thế biến thái năng lực lĩnh ngộ. Đương nhiên, cái này cũng đắc ý tại vô tận chiến điển, sử dụng vô tận chiến điển tu luyện thần thông, xa xa không chỉ làm ít công to công hiệu. Có người tới gần, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, hướng về trong rừng bay đi, đồng thời bấm ngón tay đánh ra một đạo thủ ấn phong ấn trên cổ trang sức. Trang sức chỉ là một kiện nửa phong bế thức thần binh, nếu như không phong ấn, đối phương có thể mượn nhờ mệnh cách thần tinh cảm ứng được hắn tồn tại. Mà hiện tại, Tiêu Phàm dùng thần văn phong ấn, tương đương với đem mệnh cách thần tinh phong ấn tại một mảnh khác không gian bên trong, cái khác mệnh cách thần tinh tự nhiên không cảm ứng được trên người hắn mệnh cách thần tinh khí tức. Cái này phương pháp Tiêu Phàm trước đó lặp đi lặp lại thử nhiều lần, có không ít người từ hắn lâm thời mở ra động phủ trên không đi ngang qua, đều không có phát hiện hắn tồn tại, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối với hắn loại này phương pháp lòng tin tăng nhiều. Kẻ khác có lẽ không cách nào ẩn tàng bản thân, nhưng hắn Tiêu Phàm lại có thể, đôi này hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại ưu thế cực lớn. Tiêu Phàm vừa mới né tránh, hắn trước đó vị trí địa phương liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người đâu, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ngay sau đó mấy cỗ cuồng bạo linh hồn chi lực quét sạch mà ra, sao, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Nơi này vừa mới rõ ràng có người, sao không gặp. Mấy người linh hồn chi lực liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không có thấy bất luận bóng người nào, không khỏi lộ ra vẻ trầm tư, trong đó một cái hắc bào cao gầy lão giả nghi ngờ nói. Đoán chừng trốn đi a. U Vân phủ tu sĩ bị Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người liều mạng truy sát, làm cho cái khác mấy đại thế lực cũng nhao nhao bắt trước, giống như một đầu chó điên đại sát tứ phương, những cái kia nhỏ yếu thế lực đều xui xẻo. Một cái khác kim sắc chiến bào nam tử thở dài một hơi. Nghe được kim sắc chiến bào nam tử lời nói, ẩn tàng ở trong bóng tối Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Mặc dù nói thiên thần bảng tranh đoạt tái vốn là tàn khốc, nhưng là nếu như mấy đại thế lực đơn thuần châm đối một cái nào đó thế lực, vậy thì có mất công bằng. Tiêu Phàm không biết Thiên Thi Tông vì sao sẽ đối U Vân Phủ xuất thủ, nhưng hắn vẫn rõ ràng, Huyền Thiên Kiếm Tông vì sao sẽ đối phó U Vân Phủ tu sĩ. Đúng rồi,
Huyền Thiên Kiếm Tông muốn diệt U Vân Phủ tu sĩ, là muốn diệt trừ U Vân Phủ, cái kia Thiên Thi Tông lại là tại sao? Tiêu Phàm linh quang lóe lên, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong đầu hắn lập tức nghĩ tới Thiên Âm Tông, Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt tu luyện công pháp rất giống thi luyện cổ kinh, mà thi luyện cổ kinh, lại là Thiên Thi Tông đồ vật, Thiên Âm Tông 89 phần 10 là Thiên Thi Tông ám cắm thế lực. Nếu như cái này hai loại liên tưởng đến cùng một chỗ mà nói, Tiêu Phàm không khó minh bạch, việc này sợ là cùng Thiên Âm Tông hủy diệt có quan hệ. Thậm chí, có lẽ không chỉ Huyền Thiên Kiếm Tông muốn đoạt lấy U Vân Phủ, Thiên Thi Tông cũng đồng dạng muốn, dù sao, Thiên Thi Tông cũng là cùng U Vân Phủ liền nhau. Nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đoán chừng lần này U Vân Phủ đại nạn, còn cùng bản thân có quan hệ. Bởi vì Thiên Âm Tông là hắn tiêu diệt, Thiên Thi Tông đồ sát U Vân Phủ tu sĩ, đoán chừng cũng là nghĩ thay Thiên Âm Tông báo thù. Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông cũng xác thực rất ác độc, ngắn ngủi không đến 7 ngày, nghe nói liền diệt U Vân Phủ hơn 500 người, cự ly thời hạn 1 tháng còn có hơn 20 ngày, mà U Vân Phủ lại chỉ còn lại hơn 100 người. Hắc bào cao gầy lão giả lại nói ra, trong giọng nói đều là cảm khái ý. Mặc kệ, Thiên Thần bảng tranh đoạt tái vốn liền là tàn khốc, cuối cùng có thể sống ra ngoài, không đến 1/5 mà thôi, sớm chết cùng chết muộn căn bản không có khác nhau chút nào, bất quá khóa này, U Vân Phủ đoán chừng lại muốn bắt dựng ngược đệ nhất danh. Kim sắc chiến bào nam tử mở miệng nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Các ngươi nói chuyện nói có thể làm thật, đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm ở đám người bên tai vang lên, cái này nhưng đem kim sắc chiến bào nam tử đám người dọa cho phát sợ. Toàn bộ đều rút vũ khí ra để phòng nhìn xem tứ phương. Chẳng biết lúc nào, tại mấy người trung ương, xuất hiện một cái hắc bào thanh niên, hắc bào thanh niên mày kiếm mắt sáng, cái kia con người giống như mênh mông đại hải đồng dạng thâm thúy, nhìn không thấu mảy may. Ngươi là người nào? Kim sắc chiến bào nam tử sắc mặt trầm xuống nói. Hắn vừa mới một mực phóng xuất ra linh hồn chi lực, vậy mà đều không cảm ứng đến đây người tồn tại, cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Không chỉ có là hắn, mấy người khác cũng đồng dạng như thế, nhìn về phía đối diện hắc bào thanh niên tràn đầy bất thiện, thậm chí muốn giết hắn, để tránh uy hiếp bản thân một phương thế lực. Ta liền là các ngươi trong miệng U Vân Phủ tu sĩ. Người tới tự nhiên liền là Tiêu Phàm, hắn nhàn nhạt nhìn xem mấy người nói, hắn trong lòng cũng đã bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm. Hắc bào cao gầy lão giả trong mắt lóe qua một tia lạnh lẽo, chỉ là che giấu rất tốt. Bình thường người căn bản khó có thể phát hiện. Mặt khác mấy người nghe được U Vân Phủ ba chữ này lúc, trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường, cũng khó trách bọn họ như thế, U Vân Phủ thế nhưng là công nhận yếu nhất, bọn họ tự nhiên sẽ không đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. U Vân Phủ người vậy mà còn dám đi ra, thực sự là chán sống rồi. Kim sắc chiến bào nam tử càng là cười như điên, lập tức từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Vừa mới các ngươi nói đều là thật, Tiêu Phàm lần nữa hỏi, tựa như căn bản không quan tâm kim sắc chiến bào nam tử lời nói. Dù sao ngươi đã là người chết một cái, biết rõ lại như thế nào. Kim sắc chiến bào nam tử khẽ cười một tiếng, lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường đao bỗng nhiên chém ra, muốn nhân cơ hội đánh lén Tiêu Phàm. Những người khác mấy người sắc mặt lộ ra tà tà tiếu dung, tựa như đã thấy Tiêu Phàm chết ở kim sắc chiến bào nam tử đao tiếp theo màn. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người trên mặt tiếu dung lập tức biến mất, chiếm lấy là kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ. Bang, một tiếng vang giòn truyền ra, làm trường đao tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên duỗi ra hai cái ngón tay, động tác 10 phần chậm chạp, nhưng lại nhanh đến cực hạn, lại đem cái kia trường đao kẹp tại đầu ngón tay. Hai ngón tay liền kẹp lấy trường đao, kim sắc chiến bào nam tử một mặt không tin, nhưng mà, mặc cho hắn dùng lực như thế nào. Trong tay trường đao cũng vẫn như cũ bất động mảy may. Những người khác còn coi chính mình bị hoa mắt, không khỏi vuốt vuốt hai mắt, có thể trước mắt một màn lại không có bất luận cái gì biến hóa. Giờ khắc này, một cỗ dự cảm không tốt từ đám người trong lòng lên cao lên, hai cái ngón tay liền có thể kẹp lấy kim sắc chiến bào nam tử trường đao, chí ít cũng phải cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới A. Có thể kim sắc chiến bào nam tử là thiên thần cảnh hậu kỳ A. Chẳng lẽ trước mắt hắc y thanh niên là cổ thần cảnh? Mấy người lắc lắc đầu, nơi này thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái, mạnh nhất liền là thiên thần cảnh đỉnh phong,
có thể như thế phá giải kim sắc chiến bào nam tử công kích, cái này thực lực có thể không đơn giản. Ngươi là đánh bại Huyền Bạch Y Tiêu Phàm. Kim sắc chiến bào nam tử kinh hãi lấy mở miệng nói. Hắn đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, cũng chỉ có cái kia thập đại thiên tài mới có thể dễ dàng như thế kẹp lấy bản thân trường đao, mà người trước mắt lại là U Vân Phủ người, vậy tất nhiên chỉ có cái kia đánh bại Huyền Bạch Y Tiêu Phàm. Ngươi biết ta, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền hiểu được, nam tử này đoán chừng cũng là đoán. Tiêu Phàm, hắc bào cao gầy lão giả mấy người hoảng sợ vô cùng, thập đại thiên tài, đó cũng không phải là bọn họ có thể bằng được. Chạy, đây là mấy người trong đầu cái thứ nhất suy nghĩ, nhưng mà, không chờ bọn hắn thay đổi thực tiễn, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, giống như một tòa ma nhạc đồng dạng ép tới bọn họ không thở nổi, chỗ nào còn có chạy trốn dũng khí. Hồng hộc một tiếng, chỉ thấy một cái to lớn trưởng cương từ trên không chấn áp mà xuống, trưởng cương còn chưa tới gần, mặt đám người bộ phận liền bị một cỗ to lớn lực lượng ép có chút vặn vẹo. Các hạ, chúng ta chính là thất tinh phủ người, cùng đồ sát U Vân phủ người không có bất luận cái gì liên quan. Hắc bào cao gầy lão giả vội vàng nói ra. Không có liên quan, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong con ngươi đều là băng lạnh ý, lạnh giọng nói, không có liên quan các ngươi liền muốn giết ta. Ta hắc bào cao gầy lão giả còn muốn nói cái gì, một vòng hàn quang từ trong mắt hắn lóe qua, sau đó mi tâm vỡ ra một đạo vết kiếm, một đạo máu tươi phun ra. Mấy người khác nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế đáng sợ, dĩ nhiên miểu sát thiên thần cảnh hậu kỳ. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm thế nhưng là đánh bại Huyền Bạch Y người, dạng này thực lực cũng không quá đáng. Phốc phốc, lại là mấy tiếng giòn vang, mặt khác mấy người cũng đồng dạng đào thoát không được bị giết vận rủi, cho dù kim sắc chiến bào nam tử cũng đồng dạng như thế. Hiện tại thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, mấy người linh hồn mảnh vỡ, mệnh cách thần tinh cùng thần cách toàn bộ đều hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tiêu Phàm rút lấy mấy cái thần cách bên trong một sợi vô chủ mệnh nguyên, cũng đem bọn họ mệnh cách thần tinh toàn bộ đều dung nhập bản thân mệnh cách thần tinh bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm quét bản thân mệnh cách thần tinh liếc mắt, hài lòng cười nói, lại có 8 đạo vô chủ mệnh nguyên, tăng thêm trước đó, hết thảy có 12 đạo. Bất quá hắn sắc mặt rất nhanh lại âm trầm xuống, phẫn nộ xen lẫn nói, bất quá hôm nay thi tông, thật đúng là thật ác độc a, vậy mà tại thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trong liền có thể làm ra giết tông diệt tộc sự tình đến. Nói không phẫn nộ, đó là không có khả năng, nếu như hiện tại gặp gỡ thiên thi tông tu sĩ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không đại sát đặc sát. Oanh, cũng đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng từ phía chân trời truyền đến, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Lờ mờ nhìn thấy 4 đạo thân ảnh tại nhanh chóng xuyên toa. Ân, Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất ở nguyên chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một mảnh rừng hoang trên không, 4 đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên toa, phía trước nhất một người máu me khắp người, thân hình chật vật không chịu nổi, hiển nhiên đang bị phía sau 3 người truy sát. Thanh Minh, ngươi chạy không thoát. Hậu phương một người lạnh lẽo nói, ta cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Hiển nhiên, chạy trốn người chính là Thanh Minh, mà hậu phương truy sát người, lại là Thi Hoàng tử nanh vuốt Thi Tam cùng một người khác. Thanh Minh thực lực ở trong U Vân Phủ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, nhưng giờ phút này lại không làm gì được Thi Hoàng tử một cái thuộc hạ, đủ để có thể thấy được Thi Hoàng tử đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải Thanh Minh thiên phú không đủ. Mà là U Vân Phủ không bằng Thiên Thi Tông. Khác không nói, liền là Thiên Thi Tông nắm giữ thần thông cùng tài nguyên, cũng xa không phải U Vân Phủ có thể so sánh, hai đại thế lực tu sĩ tự nhiên lấy được tài nguyên tu luyện cũng khác biệt. Thoại âm rơi xuống, Thi Tam đưa tay vung lên, một đạo móng vuốt hình dạng lợi mang gào thét mà ra, vừa lúc đánh trúng Thanh Minh hậu tâm. Thanh Minh lảo đảo một cái, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, phía sau tức thì bị máu tươi thẩm thấu. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, dị thường lạnh lẽo. Hắn thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống, muốn tiến vào trong rừng hoang, mượn nhờ cổ thụ che lấp thoát đi nơi đây. Nhưng mà, hắn hay là quá nhỏ dò xét Thi Tam, đối phương sát ý gắt gao tập trung vào hắn, không chờ hắn rơi xuống, Thi Tam thân hình giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở hắn phía dưới.
cái kia đen kịt vành nón bên trong, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, hiện ra thị huyết quang mang. Thanh Minh nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt, dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, sau đó nhanh chóng kéo lên. Tốc độ của hắn xem như rất nhanh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, chỉ thấy thi tam phá vỡ hắn kiếm khí, lăng lệ móng vuốt bỗng nhiên chộp vào hắn đầu vai. Răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Thanh Minh trên mặt lộ ra vặn vẹo, có thể nghĩ giờ phút này đau đớn, bất quá hắn cắn chặt răng, quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Ta liền ưa thích loại này xương vỡ thanh âm, thi tam vành nón bị gió thổi mở, lộ ra một trương tà dị khuôn mặt, quỷ dị là, hắn trên mặt vẽ lấy lít nha lít nhít đường vân. Hắn liếm liếm bờ môi, nói, loại này thanh âm thật không phải bình thường êm tai, đáng tiếc, còn kém mặt khác một loại thanh âm nhạc đệm. Dứt lời, tay hắn lần nữa dùng sức, Thanh Minh bả vai trực tiếp bị hắn bóp nát, xương vỡ bay tứ tung, Thanh Minh rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có dùng gầm rú để phát tiết loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Đồng thời, hắn một cái tay khác nắm chặt trường kiếm, phẫn nộ đâm về thi tam ngực. Bang, nhưng mà, nhường Thanh Minh thất vọng là, thi tam một cái tay khác đột nhiên chán phóng yêu nhiêu quang mang, trực tiếp nắm chặt kiếm thể, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Thanh Minh trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin, hắn thế nhưng là U Vân phủ đệ nhất thiên tài a, thậm chí ngay cả kẻ khác một cái thuộc hạ không chiến thắng được, còn như thế nào nhường U Vân phủ đoạt được càng tốt thứ tự. Không nói có thể tiến giai vòng thứ hai, liền là có thể hay không sống sót đều là một cái ẩn số. Mạnh, đơn giản quá mạnh, Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân đường đường U Vân phủ đệ nhất nhân, vậy mà sẽ ở chỗ này bị đào thải. Hắn dùng hết toàn lực rút ra trường kiếm, nhưng mà thi tam móng vuốt gắt gao chụp lấy kiếm thể, rốt cuộc không cách nào dung chuyển mảy may, Thanh Minh lờ mờ có thể nhìn thấy, thi tam bàn tay hóa thành móng vuốt, phát ra một ngụm máu hắc sắc quang mang. Lão ưng bắt gà con trò chơi, đến đây là kết thúc. Thi tam nhe răng trợn mắt, lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Lời còn chưa dứt, thi tam tay phải dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo xuống Thanh Minh cánh tay trái, đồng thời móng vuốt bỗng nhiên hướng về Thanh Minh mi tâm chộp tới. Lần này móng vuốt đập xuống, đừng nói thiên thần cảnh, liền là cổ thần cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Minh ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn trong lòng ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng tiếc căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, thi tam tay phải nắm hắn tay phải trúng kiếm, cho dù muốn chạy trốn đều rất khó. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo máu tươi bắn về phía hư không, thi tam cùng Thanh Minh hai người đồng thời trợn to hai mắt, theo lấy cái kia máu tươi bay ra, còn có một cái tay phải. Người nào, thi tam che kín phù văn trên mặt, lộ ra vẻ tàn nhẫn, quát lạnh một tiếng. Đáng tiếc căn bản không ai để ý tới hắn. Nghênh đón hắn lại là một đạo kiếm mang nhanh như thiểm điện, liền cổ thần cảnh trung kỳ cường giả cũng chưa hẳn có thể bắt lấy được. Thi tam ngược lại là thấy được, thậm chí cũng đã làm xong rút lui chuẩn bị, nhưng là, không biết tại sao, hắn cảm giác đạo kia kiếm mang gắt gao tập trung vào hắn, hắn trong lúc nhất thời không biết hướng cái nào phương hướng trốn. Phốc một tiếng, thi tam cánh tay kia cũng bay vụt mà lên, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Thanh Minh nhìn thấy, thừa cơ nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, lập tức xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, trong đầu lóe qua lần lượt từng bóng người, không biết lúc này có ai xuất thủ cứu hắn. Phải biết, giết thì tam, đây chính là cùng thi hoàng tử là địch a. Thanh Minh liếc nhìn lấy tứ phương, lại là không thấy được bất luận bóng người nào, mà đối diện thi tam lại là hung dữ mà nhìn xem Thanh Minh, lạnh giọng nói, giết hắn. Là... Thi tam mặt khác hai cái cấp dưới căn bản không có bất kỳ do dự nào, sát khí bừng bừng mà nhào về phía Thanh Minh. Thanh Minh mặc dù không phải thi tam đối thủ, nhưng đối mặt hắn hai cái thuộc hạ, vẫn là không có bất luận cái gì e ngại. Chỉ là hắn hiện tại cũng đã bị thương nặng, căn bản không có khả năng phát huy toàn lực, cho dù đối mặt hai người kia, đều có rất lớn áp lực. Đang lúc Thanh Minh làm tốt liều mạng chuẩn bị thời khắc, hai cái kia nhào về phía người khác. Đột nhiên tại hư không nổ tung, bị vô tận kiếm khí xé rách thành vô số huyết vụ, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng. Thanh Minh cùng thi tam hai người con người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cho dù là bọn họ đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chém giết hai người kia a.
Hơn nữa, giết chết bọn họ hai người người, đến hiện tại cũng còn không có xuất hiện, có thể trốn ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động giết chết hai người cùng chém giết Thi Tam hai tay, cái này cũng có chút đáng sợ. Ân, đột nhiên, Thanh Minh cùng Thi Tam hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, lập tức hai người lộ ra có thể không giống nhau thần sắc. Chỉ thấy chân trời, một cái chấm đen nhỏ tại hư không nhanh chóng lấp lóe, sau một lát liền xuất hiện ở hai người phụ cận, đó là một cái hắc bào thanh niên. Nhìn thấy hắc bào thanh niên, Thanh Minh trên mặt kinh hỉ, kích động, thậm chí có chút không thể tin, mà Thi Tam lại là băng lãnh, vô tình, thậm chí ngoan tuyệt. Tiêu Phàm, Thanh Minh kinh ngạc kêu đi ra. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Thi Tam đều có thể nghiền ép, cách xa nhau như thế xa cự ly liền chém hắn một đôi tay. Dạng này thực lực, đâu chỉ cường hãn, đơn giản liền là biến thái a. Ngươi liền là Diệt Thiên Âm Tông Tiêu Phàm. Thi Tam nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có bởi vì mất đi hai tay mà hoảng sợ, ngược lại sát khí mãnh liệt. Phốc phốc, Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí tựa như đem hư không cắt thành hai nửa, Thi Tam còn không có lấy lại tinh thần, hắn một cái chân đã bị Tiêu Phàm chặt đứt. Ta chủ nhân thế nhưng là Thi Hoàng tử, ngươi dám. Thi Tam đau bộ mặt có chút vặn vẹo, lạnh uy danh hiếp nói. Nhưng mà, nghênh đón hắn lại là một kiếm, cuối cùng cái chân kia cũng bị Tiêu Phàm chặt đứt, máu tươi rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Thi Tam trong mắt rốt cục xuất hiện sợ hãi, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Thi Hoàng tử đều không để trong mắt, hắn báo ra Thi Hoàng tử danh tự, đối phương dĩ nhiên phản mà động sát tâm. Tiêu huynh, Thanh Minh cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán sát phạt cho chấn kinh. Đây quả thực liền là không sợ trời không sợ đất sát thần a. Giết mấy con chó mà thôi. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lập tức lại giơ lên kiếm trong tay. Ngươi không thể giết ta. Thi Tam nhìn thấy Tiêu Phàm lại giơ lên kiếm trong tay, rốt cục biến bắt đầu sợ hãi, ngửa mặt lên trời gào to nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người ở biết rõ hắn là Thi Hoàng tử thuộc hạ sau đó. Còn dám không kiêng nể gì cả giết hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Lần này, Tiêu Phàm kiếm trong tay không có rơi xuống, ngược lại nhếch miệng cười nói, ta liền ưa thích loại này tuyệt vọng tiếng gào thét. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thi Tam không khỏi dùng mình một cái, hắn vừa mới không phải dùng đồng dạng ngữ khí cùng Thanh Minh nói như vậy sao? Dĩ nhiên liền nhanh như vậy báo ứng đến bản thân, nghĩ tới cái này, Thi Tam run lẩy bẩy. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một cái ma quỷ. Thỏa thích kêu to lên, Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như cố ý tra tấn Thi Tam một dạng. Thanh Minh lại là cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, hắn biết rõ, trước đó tất cả Tiêu Phàm đều thấy ở trong mắt, hiện tại chỉ là đang cho hắn cho hả giận cùng báo thù mà thôi. Phốc, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tra tấn Thi Tam, Tu La kiếm rơi xuống, một đạo huyết quang lập tức chui vào Thi Tam mi tâm. Cho dù Thanh Minh, cũng chỉ có thấy được một đạo chớp lóe mà thôi, đủ để có thể thấy được Tiêu Phàm một kiếm này nhanh chóng. Thi Tam mi tâm vỡ ra, hắn dùng tận cuối cùng một tia khí lực quát ầm lên, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, U Vân phủ người đều phải chết, đều phải chết. Thi Tam thi thể oanh một tiếng nổ tung, chỉ có cái kia ác độc thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không. Thi Hoàng tử sao, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trên người một cỗ chiến ý lặng yên mà sinh. Đánh bại Huyền Bạch Y, Tiêu Phàm đối thập đại thiên tài thực lực cũng có sơ bộ nhận biết, Thi Hoàng tử ở trong thập đại thiên tài xếp hạng đệ tam, nghĩ đến thực lực hẳn rất mạnh. Bất quá, có mạnh hơn cũng đồng dạng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, Tiêu Phàm đối bản thân thực lực vẫn là tràn ngập đầy đủ tự tin. Nắm giữ Tu La truyền thừa, hắn nắm giữ thần thông có thể không kém gì Thiên Thi Tông dạng này nhị lưu thế lực, thậm chí ngay cả Thiên Võ Thần Sơn cũng chưa hẳn có thể cùng hắn so sánh. Trong bàn tay, Thi Tam mệnh cách thần tinh cùng thần cách toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trong tay, sau đó lấy ra tự thân mệnh cách thần tinh dung hợp sau đó, lần nữa ném vào không gian trang sức bên trong. Thanh Minh lẳng lặng nhìn xem Tiêu Phàm động tác, cũng không có tiến lên, thẳng đến Tiêu Phàm bản thân xoay người lại, Thanh Minh vội vàng bái nói, đa tạ Tiêu huynh xuất thủ cứu giúp. Ta cũng không phải cứu ngươi, mà là cứu ta bản thân. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Nói Thi Hoàng tử muốn đối phó U Vân phủ người,
nghĩ đến cũng là Thiên Thi Tông ý tứ, đoán chừng nếu không bao lâu, Thiên Thi Tông liền chuẩn bị đối U Vân Phủ động thủ a. Thanh Minh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó gật gật đầu nói, kỳ thật từ lúc Thiên Thần bảng tranh đoạt tái bắt đầu trước đó, liền đã lộ ra cái này đầu mối. Cho nên, cứu U Vân Phủ, cũng là cứu ta bản thân. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn rõ ràng, nếu là U Vân Phủ hủy diệt, đoán chừng đệ nhất thành cũng sinh tồn không được bao lâu. Dù sao, hắn thế nhưng là hủy diệt Thiên Âm Tông, Thiên Âm Tông chính là Thiên Thi Tông thế lực, một khi U Vân Phủ diệt vong, Thiên Thi Tông là khẳng định sẽ không bỏ qua đệ nhất thành. Huống hồ, hắn vừa mới lại đắc tội Huyền Thiên Kiếm Tông, lấy đệ nhất thành lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng đồng thời đối phó hai đại nhị lưu thế lực, chỉ có thể ỷ vào U Vân Phủ. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến, U Vân Phủ thực lực dĩ nhiên như thế kém, tại chín phủ 13 tông xếp hạng cuối cùng. Thanh Minh tự nhiên một cái liền nghe ra Tiêu Phàm ý tứ, trên mặt lộ ra đắng chát thiếu dung, nói, muốn hủy diệt U Vân Phủ, đâu chỉ Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông, kỳ thật còn có Thất Tinh Phủ cùng Cổ Linh Phái. Tứ đại thế lực, nghe được lời này, Tiêu Phàm cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như chỉ là hai đại thế lực cũng liền bình thường, suy nghĩ một chút biện pháp, có lẽ còn có thể ngăn cản được, nhưng là tứ đại thế lực, vậy liền thật phiền phức. Không sai, cái này tứ đại thế lực chính là cùng U Vân Phủ liền nhau thế lực. Thanh Minh gật gật đầu, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Dừng một chút, hắn lại nói, U Vân Phủ tham gia Thiên Thần bảng tranh đoạt tái, cũng đã cầm qua hai giới dựng ngược đệ nhất, nếu như khóa này lại là dựng ngược đệ nhất, Thiên Võ Thần Sơn đều sẽ không tiếp tục thừa nhận U Vân Phủ. Đến lúc đó, coi như tứ đại thế lực hủy diệt U Vân Phủ, Thiên Võ Thần Sơn cũng sẽ buông xuôi bỏ mặc, mất đi Thiên Võ Thần Sơn trợ giúp, U Vân Phủ há lại tứ đại thế lực đối thủ. Cho nên, vô luận như thế nào, U Vân Phủ lần này đều không thể cầm dựng ngược đệ nhất, cho dù thứ hai đếm ngược cũng được, chỉ cần không cầm dựng ngược đệ nhất, U Vân Phủ liền sẽ không hủy diệt. Cầm thứ hai đếm ngược chẳng lẽ rất khó sao? Tiêu Phàm cổ quái nói, hắn cũng rốt cục biết rõ, tại sao bản thân lúc trước khoe khoang khoác lác, chiếm lấy Thiên Thần bảng tranh đoạt tái top 3 sau đó, Thanh Minh sẽ tự mình đến đệ nhất thành nguyên nhân. Đoán chừng Thanh Minh cũng là nghĩ thăm dò một cái bản thân thực lực, nhìn thấy mình giết Bắc Nguyên Triệt sau đó, Thanh Minh mới tính tạm thời thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Tiêu Phàm cũng chưa từng nghĩ tới, một cái nhị lưu thế lực vận mệnh, dĩ nhiên quyết định tại một nhóm thiên thần cảnh trong tay. Không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Thanh Minh cười khổ lắc lắc đầu nói, tứ đại thế lực đoán chừng đã cùng Thiên Võ Thần Sơn bên kia đánh tốt quan hệ, thậm chí khả năng mua được thế lực khác, đến lúc đó, U Vân Phủ khẳng định sẽ bị thế lực khác cùng một chỗ châm đối, muốn chiếm lấy thứ hai đếm ngược, thật không dễ dàng. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, nói cái kia Thi Hoàng tử đối U Vân Phủ xuất thủ, cũng chính là không muốn để cho U Vân Phủ thành công tấn cấp vòng thứ hai. Nếu là liền tiến vào vòng thứ hai người đều không có, U Vân Phủ liền là hoàn toàn xứng đáng dựng ngược đệ nhất. Thanh Minh trong mắt lóe qua một tia hận sắc. Hắn hận bản thân thực lực quá thấp, liền Thi Hoàng tử thuộc hạ đều không phải đối thủ, lại làm sao có thể là Thi Hoàng tử đối thủ đây? Vậy ngươi có muốn hay không nhường U Vân Phủ tiến vào top 3? Tiêu Phàm đột nhiên quay người nhìn về phía Thanh Minh nói. Ngươi, Thanh Minh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn chỉ muốn nhường U Vân Phủ chiếm lấy thứ hai đếm ngược, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn muốn tranh đoạt top 3. Ngươi không tin ta, Tiêu Phàm lông mày hơi hơi trầm xuống. Ta tin tưởng ngươi, Thanh Minh không chút do dự nói, Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn hắn nhiều, nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều không tin, vậy còn có ai có thể cải biến U Vân Phủ vận mệnh đây? Hít sâu một cái, Thanh Minh tựa như làm một cái gian nan quyết định đồng dạng. Nói, vòng thứ nhất muốn kết thúc thời điểm, ta sẽ đem tất cả vô chủ mệnh nguyên đều có thể cho ngươi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thanh Minh, hơi hơi ngoài ý muốn nói, muốn tước đoạt vô chủ mệnh nguyên, chỉ có tử vong, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm còn đối Thanh Minh có chút khinh thường, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại là đối Thanh Minh lau mắt mà nhìn lên. Ta tự nhiên sợ chết, bất quá nếu là U Vân Phủ không thể nhảy ra dựng ngược đệ nhất ma chú. Sẽ có càng nhiều người chết. Thanh Minh cắn răng nói. Lấy hắn thực lực, kỳ thật muốn chiếm lấy một cái tương đối tốt thứ tự hay là không khó, chỉ là có người sẽ không để cho hắn tùy tiện thành công mà thôi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề,
nghi hoặc nhìn xem Thanh Minh nói, đúng rồi, chín phủ 13 tông bài danh không phải dựa vào vòng thứ 3 quyết đấu sao? Có chút thế lực khả năng tiến vào hai cái, mà có thế lực lại là một cái đều không tiến vào, vậy như thế nào bài danh? Bài danh đúng là dựa theo vòng thứ 3 cá nhân đối chiến mạnh yếu quyết định, cá nhân chiến bài danh càng cao, sở thuộc thế lực bài danh mà thôi càng đến gần phía trước, vô luận là hai cái hay là ba cái tiến vào vòng thứ 3, đều chỉ dựa theo mạnh nhất cái kia tính toán. Thanh Minh giải thích nói. Trầm ngâm lúc này, lại tiếp tục nói, những cái kia không thể tiến vào vòng thứ 3 thế lực, thì phân biệt tuyển ra mạnh nhất một người, mặt khác cử hành một trận người thi đấu, nối lại vòng thứ 3 bài danh. Nguyên lai như thế, nói đến cùng, trọng yếu nhất hay là vòng thứ 3, chúng ta muốn làm, kể từ đó, chúng ta muốn làm liền là tiến giai vòng thứ 3. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Thanh Minh nói, đã ngươi không sợ chết, vậy ta nghĩ có một việc, ngươi hẳn rất vui lòng đi làm. Cái gì, thì tam chết. Một mảnh tĩnh mịch cổ lâm bên trong vang lên một đạo băng lãnh thanh âm cực kỳ lạnh lẽo. Đáng sợ hàn khí lập tức bao phủ toàn bộ cổ lâm. Cổ lâm bên trong, có một nhóm tu sĩ, bọc lấy hắc bào thấy không rõ khuôn mặt, nhưng quỷ dị là, mỗi người trên thân đều phát ra một cỗ băng lãnh chi khí. Hắc bào nhân hết thảy chia làm ba đội, mỗi một đội đều nhiều đến tầm 10 người, khí thế khiếp người. Bọn họ vị trí mặt đất, thảm thực vật đều bắt đầu nhanh chóng khô héo, tất cả những thứ này, đều là cái kia nồng đậm băng lãnh chi khí tạo thành. Thiên chân vạn xác, thi tam thi thể còn treo ở một chỗ sơn cốc bên trong, dầm mưa dãi nắng, huyết thi vệ người tận mắt nhìn thấy. Trong đó một đội hắc bào nhân cầm đầu một cái khai khẩu nói, giọng nói cực kỳ băng lãnh. Hắn trên quần áo, thêu lên một cái to lớn tứ chữ, cùng thi tam ăn mặc 10 phần tương tự. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, thậm chí, giết chết thi tam người truyền ngôn, đừng nghĩ cứu thi tam, nếu không đến bao nhiêu. Hắn diệt bao nhiêu? Cho dù thiếu chủ, hắn cũng một cước chân áp, cuồng vọng, một cái khác đội hắc bào nhân cầm đầu một người phẫn nộ vô cùng, lộ ra nhe răng trợn mắt, hắn trước ngực, thêu lên một cái nhị, một trưởng vỗ nát một bên một gốc cổ thụ, lạnh giọng nói, thiếu chủ khả năng, hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Thi tứ, giết chết thi tam người kêu cái gì? Đệ tam đội hắc bào nhân người cầm đầu nhìn về phía áo bào kia bên trên thêu lên tứ chữ hắc bào nhân nói. Người này trên áo bào viết lại là một cái một chữ, một cái kia nhất, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Thanh Minh, trên áo bào thêu lên tứ chữ hắc bào nhân thi tứ lạnh lùng nói, thi nhất, thi nhị, khẩu khí này ta là nuốt không trôi, ta nhất định muốn đi làm thịt tiểu tử kia, đem thi tam thi thể cứu ra đến. Thi tam thi thể tự nhiên muốn cứu, nhưng tiểu tử kia, càng là hẳn là thiên đao vạn quả. Thi nhị hung thần ác sát nói. Hận không thể lập tức đem Thanh Minh ăn sống nuốt tươi. Chỉ có cái kia thi nhất nhíu mày, thật lâu chưa từng mở miệng, hắn ẩn ẩn cảm giác việc này không phải đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng đồng dạng không tốt phản đối, bọn họ những người này mặc dù đều là vì thi hoàng tử phục vụ, nhưng lẫn nhau trước đó quan hệ cũng coi như không tệ. Thi tam chết rồi, bọn họ tự nhiên không cho phép ngoại nhân tra tấn hắn thi thể. Đương nhiên, càng chủ yếu là... Thanh Minh cũng dám không nhìn thi hoàng tử, cái này khiến bọn họ vô cùng khó chịu, trong lòng bọn họ, thi hoàng tử chính là bọn họ trời. Thi tam thi thể phải cứu, nhưng không thể lỗ mãng làm việc. Cuối cùng, thi nhất giải quyết dứt khoát. Mà giờ phút này, một tòa mê vụ lượn lờ sơn cốc bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một trận giận mắng cùng roi ra quật đánh thanh âm kia, 10 phần có react tiết tấu. Sơn cốc bên ngoài trong rừng cây. Ẩn giấu đi vô số tu sĩ, bọn họ muốn thấy rõ ràng sơn cốc bên trong tất cả, đáng tiếc nơi đó bị nồng vụ che lấp, căn bản là nhìn không thấy bên trong cụ thể có cái gì. Cái này Thanh Minh là điên rồi sao, cũng dám đối thi hoàng tử cấp dưới tiên thi. Nếu là chọc giận thi hoàng tử, U Vân Phủ đoán chừng còn lại cái kia hơn 100 người cũng khó có thể mạng sống. Ai bảo thiên thi phủ châm đối U Vân Phủ đây, lúc đầu U Vân Phủ chỉ có 600.700 người tham gia. Hiện tại chết 500.600 người, chỉ có hơn 100 người sống sót, phải biết, hiện tại mới qua hơn 7 ngày thời gian, Thanh Minh đoán chừng cũng là phẫn nộ. Đúng vậy a, nếu là đổi lại là ta, đoán chừng không chỉ có chỉ là tiên thi, còn sẽ giúp người kia linh hồn dày vò, bất quá lại nói trở về,
Thanh Minh cử động lần này không khác tự sát. Thi hoàng tử chính là thập đại thiên tài đệ tam, coi như Thanh Minh là U Vân phủ đệ nhất nhân, thi hoàng tử nghĩ giết hắn, vậy còn không chỉ là trong nháy mắt sự tình. Núi rừng bên trong ngẫu nhiên truyền đến từng đợt xì xào bàn tán, đại bộ phận người đều cho rằng Thanh Minh cử động lần này không khác tự chịu diệt vong, thi hoàng tử cấp độ kia tồn tại, căn bản không phải Thanh Minh có thể đắc tội. Bất quá, cũng có không ít người đồng tình U Vân phủ tao ngộ, lại bị Thiên Thi phủ cùng Huyền Thiên kiếm tông liên thủ phục sát, hơn nữa còn là chuẩn bị một tên cũng không để lại tiết tấu, mặc cho ai cũng nuốt không trôi lần này khẩu khí. Người biết nội tình đều rõ ràng, thì hoàng tử làm như thế, chỉ bất quá là muốn hủy diệt U Vân phủ hy vọng mà thôi. Những cái này thiên thần cảnh mà chết, về sau Thiên Thi tông coi như hủy diệt U Vân phủ, cũng không ai cho U Vân phủ báo thù. Hô hô, đột nhiên, từng đạo hắc ảnh từ núi rừng bên trong trùng thiên mà lên, giống như quỷ mị đồng dạng phóng tới sơn cốc bên trong. Cái kia tựa như là huyết thi vệ người, bọn họ tới cứu thi tam thi thể. Có người kinh hô mà ra, mặc dù không thấy rõ ràng những người kia khuôn mặt, nhưng nhận ra những người kia lai lịch, chính là thi hoàng tử thủ hạ huyết thi vệ. Cũng khó trách những người này chấn kinh, huyết thi vệ. Đây chính là từ núi thây biển xương bên trong bò đi ra a, mỗi người trên tay đều lây dính vô số máu tươi. Huyết thi vệ nhân số không phải rất nhiều, nhưng là nhường cổ thần cảnh đều nghe tin đã sợ mất mật, bởi vậy huyết thi vệ tên cũng vang dội chín phủ 13 tông. Lúc này, sơn cốc bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, nồng vụ quay cuồng, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy đao kiếm giao kích tàn ảnh, nhường rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Sau một lát, sơn cốc bên trong nồng vụ lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Người đâu, làm sao đột nhiên không thanh âm? Đám người hồ nghi nhìn xem sơn cốc bên trong, có ít người càng là trợn to hai mắt, tựa như sợ bỏ qua cái gì. Nhưng mà, tất cả mọi người kinh ngạc là, sơn cốc bên trong vẫn như cũ bình tĩnh đến cực điểm, tiếng côn trùng kêu vang đều có thể nghe được. Cái kia huyết thi vệ đây, đám người trong lòng kinh ngạc. Lâu như vậy đều không đi ra, chẳng lẽ là bị Thanh Minh giết đi? Nghĩ tới cái này, đám người kinh ngạc không thôi, bất quá nghĩ đến Thanh Minh liền huyết thi vệ đội trưởng thi tam hắn đều có thể giết chết, đối phó những người khác đoán chừng cũng không phải rất khó khăn sự tình. Giờ phút này, tất cả mọi người đối Thanh Minh thực lực lại đề cao đến một cái đáng sợ cấp độ, những người kia có thể đều là trong núi thây biển xác bò đi ra, có thể như thế trong thời gian ngắn giải quyết bọn họ, cũng không phải đồng dạng khó khăn. Nhưng là, Thanh Minh lại làm được, có người hiểu chuyện tính coi như một cái thời gian, dĩ nhiên chỉ có 20 cái hô hấp mà thôi. Hô hô, lúc này, đột nhiên một vệt sáng từ sơn cốc bên trong bắn ra, lập tức xuất hiện ở sơn cốc trên không, đó là mấy cái ăn mặc trường bào màu đen người, chỉ bất quá trên người lại không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Huyết thi vệ thật bị Thanh Minh giết, có người kinh hãi lên tiếng, có chút tê dại ra đầu. Giờ phút này, âm thầm mỗi người trong lòng đều cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ không nghĩ đến Thanh Minh dĩ nhiên thực có can đảm diệt sát huyết thi vệ, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội thi hoàng tử sao? Bất quá rất nhanh bọn họ liền lấy lại tinh thần, thi hoàng tử thế nhưng là đối U Vân phủ đuổi tận giết tuyệt, Thanh Minh lại làm sao có thể sợ đắc tội hắn đây? Thiên Thi Tông cùng cầm thú không được tiến vào. Cũng đúng lúc này, sơn cốc bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn thanh âm, ngay sau đó, không trung phía trên mấy cỗ huyết thi vệ thi thể bỗng nhiên nổ tung lên. Thanh âm kia mặc dù trở nên yên lặng, nhưng lại giống như kinh lôi đồng dạng quanh quẩn tại tất cả mọi người trái tim. Thiên Thi Tông cùng cầm thú không được tiến vào. Cái này rõ ràng liền là lại mắng Thiên Thi Tông liền là cầm thú a. Hơn nữa, hắn giết những người đó, cũng là ở cảnh cáo Thiên Thi Tông. Nếu như Thiên Thi Tông người tiến vào sơn cốc bên trong, liền giống như mấy cái kia huyết thi vệ đồng dạng, chết không toàn thây. Rất nhiều người trong lòng kinh hãi không thôi, cái này Thanh Minh thực sự là yếu nhất U Vân phủ người sao? Lá gan này, vậy cũng quá lớn a, chào phúng thi hoàng tử cũng coi như xong, thậm chí ngay cả Thiên Thi Tông đều cùng một chỗ giễu cợt. Coi như thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc, đoán chừng Thiên Thi Tông cũng không chắc sẽ bỏ qua U Vân phủ a. Tự tìm cái chết đồ vật, lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, lại là nhìn thấy tầm 10 người trùng thiên mà lên. Lơ lửng tại sơn cốc trên không, thần sắc băng lãnh nhìn xem phía dưới. Huyết thi vệ nhị đội dài thi nhị,
Có người nhận ra trong đó một người thân phận, không khỏi kinh hãi lên tiếng. Thi nhị dẫn người đến cướp Thi Tam thi thể. Đám người kinh ngạc không thôi, trong lòng hơi hơi rung động, có ít người càng là bản năng hướng về hậu phương âm thầm thối lui, xa xa chú ý sơn cốc bên trong tất cả. Đối huyết thi vệ hiểu rõ người đều biết rõ, thi hoàng tử những cái này thuộc hạ, những nơi đi qua, thế nhưng là máu chảy thành sông, chó gà không tha. Huyết thi vệ hung ác, sớm đã xâm nhập lòng người, cho người nghe tin đã sợ mất mật. Giờ phút này, thi nhị mang người xuất hiện, hơn nữa phẫn nộ đến cực điểm, không cần nghĩ cũng biết rõ, nơi này qua một lúc khẳng định sẽ thây ngang khắp đồng, thậm chí khả năng cầm cái khác tu sĩ đến cho hả giận. Có người trong lòng lại là nghĩ tới nhiều hơn, thi nhị mang người đến nơi này, mặt khác hai đại đội trưởng thi nhất cùng thi tứ đây. Còn có, thi hoàng tử có phải hay không cũng có khả năng cũng đang quan sát nơi này đây. Còn không cút ra đây tự sát, thi nhị không nhìn bốn phía phun trào đám người, băng lãnh con người nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, trên người hắn huyết hắc sắc vũ khí quay cuồng. Thi hoàng tử liền chỉ có cái này can đảm, nhưng các ngươi tới chịu chết sao? Thanh minh thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là miệt thị cùng phẫn nộ ý. Thiên thi tông giết U Vân phủ không? Ngươi rất tốt, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, cái gì gọi là sống không bằng chết. Thi nhất ngã xuống thời điểm, dùng hết cuối cùng một tia khí lực băng lãnh phun ra một câu. Thanh minh kinh ngạc nhìn xem thi nhất thi thể ngã xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm liền thi hoàng tử đều không buông tha. Người này mặc dù không phải thi hoàng tử, nhưng là bị thi hoàng tử lấy bí pháp khống chế thân thể, tự ý nào đó đi lên nói, đây chính là thi hoàng tử. Mà Tiêu Phàm, liền thi hoàng tử đều dám giết, trên đời này còn có cái gì là hắn không dám làm đây? Ta chờ ngươi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, từ hắn đối huyết thi vệ xuất thủ bắt đầu, Tiêu Phàm liền biết rõ bản thân sớm muộn sẽ đối mặt thi hoàng tử, tự nhiên không có quá nhiều e ngại. Chính hắn hiện tại cũng không có đường rút lui, nhất định phải dẫn theo U Vân Phủ lấy một cái tốt thứ tự. Mặc dù nói U Vân Phủ chỉ cần không phải dựng ngược đệ nhất danh, liền sẽ nhận Thiên Võ Thần Sơn bảo hộ, nhưng đây chỉ là một cái lý tưởng trạng thái mà thôi. Nếu như U Vân Phủ chỉ là lấy được thứ hai đếm ngược, người nào biết rõ đến lúc đó Thiên Võ Thần Sơn có thể hay không bảo hộ đây. Tại Thiên Võ Thần Sơn cấp độ kia đầy mắt tục khí bên trong, thứ hai đếm ngược cùng dựng ngược đệ nhất căn bản không có khác nhau chút nào. Bởi vậy, muốn để U Vân Phủ một mực tiếp tục tồn tại, nhất R6 kích định phải nhường Thiên Võ Thần Sơn coi trọng, đồng dạng thứ tự hiển nhiên là không có khả năng, nếu như có thể thu hoạch được ba hạng đầu mà nói, cái kia giá trị liền không giống. Giống như U Vân Phủ chiếm được Thiên Thần bảng đại tái ba hạng đầu, cho dù Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tứ đại thế lực nghĩ tiền trảm hậu tấu, diệt U Vân Phủ, vậy cũng phải ngẫm lại hậu quả. Mà muốn thu hoạch được ba hạng đầu, cùng thập đại thiên tài giao phong là tất nhiên, Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên phải chăng đắc tội thi hoàng tử căn bản không trọng yếu. Giờ khắc này, Thanh Minh nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia khoan hậu nhưng lại hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, tựa như nhường hắn xa không thể chạm một dạng. Nghĩ đến bản thân trước đó dĩ nhiên khảo sát Tiêu Phàm, Thanh Minh liền sắc mặt đỏ bừng, trong lòng có chút xấu hổ vô cùng. Ngươi nhanh dung hợp những cái này mệnh cách thần tinh cùng vô chủ mệnh nguyên. Tiêu Phàm trước tiên mở miệng nói. Ta dung hợp, Thanh Minh chỉ bản thân, kinh ngạc nhìn xem nói. Tiêu Phàm giết chết những người này, chẳng lẽ không phải vì bản thân dung hợp vô chủ mệnh nguyên a? Làm sao sẽ đem những cái này vô chủ mệnh nguyên cho hắn đây? Nhiều một người, nhiều một phần hy vọng, không phải sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, huống hồ, ta lấy được vô chủ mệnh nguyên, hẳn là cũng đã có thể tiến giai, lại nhiều cũng không ai quá nhiều giá trị. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại không có nói láo, hắn giết huyết thi vệ, Tiêu Phàm dung hợp bọn họ trên người mệnh cách thần tinh, trên người vô chủ mệnh nguyên, cũng đã nhiều đến chừng 100 sợi. Những cái này vô chủ mệnh nguyên, có huyết thi vệ, cũng có huyết thi vệ giết người khác sau đó chiếm lấy, hiện tại đều rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Nhìn thấy Thanh Minh còn có chút do dự, Tiêu Phàm lại nói, ngươi lại không dung hợp, những cái này mệnh cách thần tinh liền muốn tiêu tán. Dứt lời, Tiêu Phàm liền hướng lấy một bên đi đến, Thanh Minh khẽ cắn môi, hay là nghe đi theo Tiêu Phàm lời nói, đem còn lại mệnh cách thần tinh toàn bộ đều dung hợp vào bản thân mệnh cách thần tinh bên trong.
Nhưng Thanh Minh kinh ngạc là, đang dung hợp những cái này mệnh cách thần tinh sau đó, hắn nắm giữ vô chủ mệnh nguyên, cũng nhiều đến 73 sợi, bình quân tính toán mà nói, muốn tiến giai vòng thứ hai cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu Phàm, tạ ơn. Thanh Minh đem những cái kia thần cách thu thập một cái, đi đến Tiêu Phàm trước người nói, lại đem những cái kia thần cách đưa cho Tiêu Phàm. Cái này Tiêu Phàm ngược lại không có khách khí, trực tiếp thần cách thu vào, hắn hiện tại cần đại lượng thần tính rèn luyện nhục thân, lại có thể đạt đến hoàn mỹ. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm hấp thu thiên thần thần cách cũng có hơn mấy chục, hơn nữa đều là thiên thần cảnh hậu kỳ trở lên thần cách, đáng tiếc lại không có bất luận cái gì đột phá dấu hiệu. Bất quá cũng không phải không có bất luận cái gì chỗ tốt, Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân vẫn như cũ đang không ngừng tăng cường, cho dù cổ thần cảnh tiền kỳ, hắn cũng có thể tự tin một quyền oanh bạo, điểm này là Tiêu Phàm duy nhất an ủi. Không cần cảm ơn ta, U Vân Phủ nếu diệt, đệ nhất thành cũng khó thoát kiếp nạn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn ngẩng đầu nhìn xem sơn cốc bên ngoài, thần sắc có chút mê ly. Thanh Minh không có quấy rầy, mặc dù hắn là một phủ thiếu chủ, mà Tiêu Phàm chỉ là tam lưu thế lực chủ, nhưng hắn ở trước mặt Tiêu Phàm, nhưng ngay cả lớn tiếng hô hấp đều không dám. Thanh Minh, người biết rõ người tại sao không bằng Huyền Bạch Y sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thanh Minh nói. Thanh Minh cũng không có cảm thấy Tiêu Phàm cỡ nào đường đột, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ lên, lúc này mới nói, Huyền Bạch Y thực lực bản thân so với ta mạnh hơn, mặt khác, Huyền Thiên Kiếm Tông nắm giữ thần thông, so với ta U Vân Phủ nắm giữ thần thông mạnh không ít. Hai cái này nguyên nhân đã bao hàm chủ quan cùng khả quan, Thanh Minh có thể thừa nhận bản thân không đủ, điểm này nhưng Tiêu Phàm cảm thấy đáng quý, bất quá Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu. Chẳng lẽ còn có phương diện khác nguyên nhân sao? Thanh Minh nhìn thấy, vội vàng hỏi, lập tức hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu, còn mời Tiêu Huynh chỉ điểm. Cũng chưa nói tới chỉ điểm, Tiêu Phàm khoát khoát tay, Thanh Minh thiên phú và thực lực có thể trấn áp một phủ, cái này đã có thể nói rõ hắn bất phàm, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thị hắn. Dừng một chút, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trịnh trọng nhìn xem Thanh Minh nói, tại ta nhìn đến, ngươi sở dĩ không bằng Huyền Bạch Y, là bởi vì, ngươi không đủ hung ác. Không đủ hung ác, Thanh Minh lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Huyền Bạch Y cùng ngươi đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, có mạnh hơn không thể so với ngươi mạnh đi nơi nào, trừ phi mở ra tiểu thiên địa. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, về phần thần thông, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng U Vân Phủ đều là nhị lưu thế lực, đều nắm giữ không ít thần thông cố nhiên cũng có mạnh yếu, mỗi người lĩnh ngộ không giống, thì triển ra đến uy lực cũng có khả năng không giống. Nhưng là chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Thanh Minh cau mày, tựa như rơi vào trong trầm tư. Tiêu Phàm không có để ý tới, tiếp tục nói, liền tựa như vừa mới giết chết thi nhất bọn họ thực lực, kỳ thật không tính là mạnh cỡ nào, nhưng bọn họ đầy đủ hung ác, xuất thủ tất sát người, mỗi một kích đều châm đối người nhược điểm. Ngươi nếu cùng bọn hắn một dạng, đang chiến đấu thời điểm, không muốn chú ý đông chú ý tây, đem sinh tử để qua một bên. Đánh bại Huyền Bạch Y không có vấn đề quá lớn. Ngươi nếu trước khi chiến đấu, liền sinh lòng khiếp ý, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, kết cục cũng không phải ngươi ý nghĩ như vậy, cuối cùng tặng ngươi một câu, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn trước đó nhìn Thanh Minh cùng Huyền Bạch Y chiến đấu, có lẽ từ vừa mới bắt đầu Thanh Minh liền cảm thấy bản thân không bằng Huyền Bạch Y, cho nên đang chiến đấu thời điểm, khắp nơi biểu hiện không bằng Huyền Bạch Y. Mà ở hắn Tiêu Phàm trong mắt, cái gì thập đại thiên tài tên, căn bản là không ngoài như vậy, cho nên mới có thể thẳng tiến không lùi. Nghe vua nói một buổi, thắng khổ tu 10 năm, ta hiểu. Thanh Minh đột nhiên lấy lại tinh thần, tựa như sáng tỏ thông suốt đồng dạng, hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu, từ đáy lòng cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, Thanh Minh nếu như có thể nhìn thấu điểm này, ở trong chiến đấu có thể thỏa thích phát huy tự thân toàn bộ thực lực, cho dù so ra kém thi hoàng tử bọn họ, nhưng là tuyệt đối không kém gì Huyền Bạch Y. Thanh Minh cũng đại khái biết Tiêu Phàm làm người, biết rõ hắn nói một là một người, cũng không nói gì nhiều, chỉ là đem nhân tình này nhớ ở trong lòng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Thanh Minh lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, dụ sát huyết thi vệ. Thanh Minh trong lòng vẫn còn có chút trộm thoải mái.
tiếp tục ở chỗ này, chờ lấy người tới giết chúng ta, ngươi còn nhớ được vừa mới ngươi đã nói câu nói kia sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nói cái gì? Thanh Minh không cần nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng thâm thúy tinh quang, lạnh giọng nói, Thiên Thi Tông cùng cầm thú không được đi vào. Cái gì? Thì hoàng tử huyết thi vệ bị Thanh Minh diệt sạch. Thật giả, đây là thật, ngày đó rất nhiều người nhìn nhất thanh nhị sở, nghe nói Thanh Minh giết huyết thi vệ bốn đại đội trưởng sau đó, còn đem bọn họ thi thể dán tại sơn cốc trên không dầm mưa dãi nắng, càng là thả ra ngoan thoại. Cái gì ngoan thoại, cái kia ngoan thoại liền là, đừng nói huyết thi vệ tới đây, liền là thi hoàng tử dám tiến vào sơn cốc, cũng đồng dạng phải chết. Hơn nữa, nếu như Thiên Thi Tông tu sĩ dám đi, bọn họ giết không tha. Không thể không nói, cái kia Thanh Minh thật đúng là không phải bình thường phách lối a, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ sau đó U Vân Phủ gặp nạn sao? Tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái tu sĩ đều biết huyết thi vệ bị Thanh Minh giết chết sự tình, việc này lập tức bao phủ toàn bộ cổ địa, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Xem như xếp hạng cuối cùng U Vân Phủ tu sĩ, cũng dám kêu gào thập đại thiên tài, đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Tại đại bộ phận người nhìn đến, Thanh Minh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là sớm muộn vấn đề mà thôi, thậm chí, còn có thể liên lụy U Vân Phủ. Đám người rất quan tâm liền là thi hoàng tử đến cùng sẽ như thế nào hành động, chờ đợi mấy ngày sau, thi hoàng tử rốt cục cách không gọi hàng đáp lại, một vòng qua đi, U Vân Phủ một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc vô cùng, thi hoàng tử đây là hạ ngoan tâm a, liền U Vân Phủ những người khác cũng hận. Có một câu nói kia, có lẽ không cần thi hoàng tử động thủ, Thiên Thi Tông tu sĩ đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến về sơn cốc đối phó Thanh Minh, về phần cái khác giải rác U Vân Phủ tu sĩ, đoán chừng cũng khó trốn diệt vong vận mệnh. Tại đám người nhìn đến, thi hoàng tử nói ra lời này, Thanh Minh khẳng định muốn phục nguyễn, coi như không vì bản thân suy nghĩ, cũng hẳn là vì U Vân Phủ cái khác tu sĩ suy nghĩ. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, Thanh Minh rất nhanh lại làm ra đáp lại, lão tử ở nơi này chờ lấy các ngươi, đến một cái giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Cho dù ngươi thi hoàng tử đích thân đến, cũng trực tiếp làm thịt. Phách lối, không phải bình thường phách lối. Cái khác 20 đại thế lực tu sĩ cũng bị Thanh Minh câu nói này chấn động, thầm than tiểu tử này là chuẩn bị cùng Thiên Thi Tông cùng chết a. Nhưng mà, tiếp xuống nhường bọn họ càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Bởi vì Thanh Minh lại thả ra ngoan thoại, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông đồng dạng, cũng giết không tha. Nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ, nghe được một câu nói kia sau, nhao nhao tức giận, toàn bộ đều hướng về Thanh Minh vị trí sơn cốc tiến đến. Bọn họ muốn tận mắt nhìn đến, cái này cuồng vọng chi đồ hạ tràng. Mọi người không biết, Thanh Minh dựa vào cái gì dám như thế phách lối, dám hò hét hai đại thế lực. Cái này căn bản chính là tự tìm đường chết a. Bọn họ cũng muốn biết rõ, Thanh Minh sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Cũng có người dám cảm khái, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, có vẻ như cùng giới trước có chút bất đồng. Tiếp xuống thời gian, 22 đại thế lực bên trong có không ít người hướng Thanh Minh giết chết huyết thi vệ sơn cốc tiến đến, nguyên bản đám người còn lẫn nhau đề phòng, nhưng về sau lại đã đạt thành nhất trí hiệp nghị, tại Thanh Minh chưa chết trước đó. Bọn họ cấm chỉ giết chóc, chỉ xem kịch vui. Dạng này sự tình, vẫn có lịch sử đến nay lần thứ nhất phát sinh, nếu là dĩ vãng, đoán chừng đám người đã sớm đánh đánh giết giết. Sau một ngày, chung quanh sơn cốc cũng đã đứng đầy lít nha lít nhít tu sĩ, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia sương mù bốc hơi sơn cốc bên trong. Thanh Minh, cút ra đây nhận lấy cái chết, một đạo hét to vang lên, lại là có người rốt cục nhìn không được. Lập tức mấy người đạp không xuất hiện ở sơn cốc núi không, lạnh lùng quan sát phía dưới. Có người nhìn thấy, trong lòng lộ ra cổ quái, lúc trước thi nhị bọn họ cũng là như thế phách lối, có thể cuối cùng không phải toàn bộ đều chết ở sơn cốc bên trong sao? Chẳng lẽ các ngươi so thi nhị còn mạnh hơn sao? Giống như không phải, vậy đơn giản cùng tự tìm cái chết không khác a. Những người này hiển nhiên là sau đó đến người, nhìn thấy Thanh Minh như thế phách lối. Một đi tới nơi này bọn họ liền không nhịn được muốn diệt sát Thanh Minh. Cũng đúng lúc này, đám người đột nhiên nhìn thấy một đạo chớp lóe trùng thiên mà lên, thẳng vào cửu tiêu, cấp độ kia tốc độ, nhưng ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi phát lạnh. Dạng này tốc độ nếu là muốn châm đối người nào đó,
đồng dạng căn bản là phản ứng không đến a. Phốc phốc một tiếng, sơn cốc trên không những người kia đột nhiên nổ tung, thân thể bị đạo kia chớp lóe cắt thành hai nửa, máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ vương vãi xuống. Tê hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia mấy cỗ thi thể cắm rơi mà xuống, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Cái kia tựa như là thiên thi tông liễu đao a, thiên thần cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên như vậy thì chết. Có người lên tiếng kinh hô, kinh ngạc không thôi. Miểu sát thiên thần cảnh hậu kỳ, dạng này thực lực, thực sự quá đáng sợ. Mấu chốt nhất là, từ đầu đến cuối, giết chết cái kia thiên thần cảnh hậu kỳ liễu đao người đều không có xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bốn phía câm như hến, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, toàn thân một trận phát lạnh. Nếu như vừa mới một kiếm kia châm đối bọn họ, lại là không có thể chống đỡ được đây. Cũng hoặc là không có thể từ một kiếm kia phía dưới sống sót đây. Chung quanh sơn cốc trong một rừng cây, một cái hở ngực lộ nhũ thanh niên trong tay cầm một cái hổ lô rượu, bất quá giờ phút này tay hắn lại đình trệ ở không trung, còn người gắt gao nhìn xem sơn cốc bên trong. Ở bên cạnh hắn, là một cái mỹ diệu váy lụa thiếu nữ, trong đôi mắt đẹp lóe ra tiểu tinh tinh, khó có thể che giấu nội tâm chấn kinh, hoảng sợ nói, thật nhanh kiếm. Ngực phẳng lộ nhũ thanh niên lấy lại tinh thần, cầm lấy hổ lô rượu lại đi trong miệng ực một hớp, thấp giọng trầm ngâm nói, táng quang kiếm. Thiếu chủ, cái gì là táng quang kiếm? Váy lụa thiếu nữ nghi ngờ nói. Thanh niên lại là lắc lắc đầu, không có nói tiếp ý tứ, nhưng là nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại là lóe qua một tia phức tạp, sau đó lại rót mấy miệng rượu. Thanh niên không phải kẻ khác, chính là thập đại xếp hạng đệ tứ thiên tài kiếm tử. Tại sao Thanh Onehequy Minh biết táng quang kiếm lần này thần thông? Kiếm tử trong lòng âm thầm trầm ngâm, trong đầu lại là hồi tưởng lên một ít chuyện cũ. Sơn cốc bên trong, Thanh Minh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn mặc dù cũng đã nhiều lần đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện bản thân quá xem thường Tiêu Phàm. Thật nhanh một kiếm, liền quang mang tốc độ cũng bất quá như thế. Thanh Minh trong lòng cảm thán nói, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng hô nói, cái này chẳng lẽ là táng quang kiếm. Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Tiêu Phàm lại là nghe được nhất thanh nhị sở, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Minh nói, người biết rõ táng quang kiếm. Thanh Minh đần độn mà nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại có chút bất đồng, hít sâu một cái nói, ta từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, táng quang kiếm, chính là thiên vũ vực 4 vạn năm trước Tử Vũ Thần Vương thành danh thần thông, tin đồn một kiếm này liền quang mang cũng có thể táng. Bởi vì nhanh đến cực hạn. Người bình thường căn bản bắt không đến, liền đã mất mạng, một kiếm này cũng bởi vậy cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe được lời này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến, bản thân ở trong tu la truyền thừa tùy ý tìm tới một loại thần thông, dĩ nhiên nắm giữ dạng này lai lịch. Bất quá, Tử Vũ Thần Vương sớm đã biến mất trên vạn năm. Thanh Minh lại bổ sung một câu, hắn còn có cái gì chuẩn bị nói ra miệng, nhưng lại đóng chặt lại miệng. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Thanh Minh muốn nói cái gì, hắn có thể thi triển táng quang kiếm, 89/10 hẳn là Tử Vũ Thần Vương người thừa kế, thân phận bại lộ, đối với hắn tới nói, khả năng cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Phàm thầm cười khổ không thôi, bản thân ở đâu là cái gì Tử Vũ Thần Vương người thừa kế, bản thân chỉ bất quá là ở trong tu la truyền thừa tìm được loại này thần thông tu luyện phương pháp, cho rằng coi như không tệ cho nên mới tu luyện. Bất quá hắn cũng biết rõ. Chính hắn nghĩ như vậy, nhưng kẻ khác có thể không nghĩ như vậy, có người nếu là nhận ra một kiếm này, tất nhiên sẽ nghĩ lầm hắn là Tử Vũ Thần Vương từ người thừa kế. Mà hắn hiện tại thực lực quá thấp, nếu như có người biết rõ trên người hắn nắm giữ Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, đoán chừng không thể thiếu một chút phiền toái. Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi, Thanh Minh đều nhận ra một kiếm này, đoán chừng ngoại giới cũng có người có thể nhận ra táng quang kiếm. Nghĩ tới cái này, không biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có loại nhàn nhạt bất an. Tràng diện một trận trầm mặc, Thanh Minh cũng giống như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng lo lắng, an ủi Tiêu huynh, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, đôi này ngươi tới nói, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Giải thích thế nào, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Thanh Minh. Hắn thế nhưng là rõ ràng, lúc trước Giả Cửu U cùng Giả Cửu Thiên bọn họ vì mưu tính Tu La Vương truyền thừa. Thế nhưng là tính kế mấy vạn năm a. Thần vương truyền thừa,
đối với cổ thần cảnh cực kỳ phía dưới tu vi người tới nói, có mê hoặc chí mạng, có chút gia tộc và thế lực thậm chí sẽ không để ý tính mệnh đi tranh đoạt cùng mưu tính, đây cũng là Tiêu Phàm lo lắng nguyên nhân. Đệ nhất thành thực lực mặc dù không tệ, nhưng là so với thái cổ thần giới cái khác tam lưu thế lực, thế nhưng là còn có rất lớn chênh lệch, càng không cần nhị lưu thế lực. Tử Vũ Thần Vương công tích vĩ đại, cho dù đi qua trên vạn năm, Thiên Võ Thần Sơn cũng vẫn như cũ có hắn hậu nhân, nếu như bọn họ biết rõ ngươi chiếm được Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, tất nhiên đem ngươi phụng làm khách quý. Thanh Minh giải thích nói, trong giọng nói thậm chí có chút vẻ hâm mộ. Thiên Võ Thần Sơn, đây chính là liền U Vân Phủ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, phóng tầm mắt Thiên Vũ Vực, Thiên Võ Thần Sơn chính là chúa tể. Vậy cũng chứ. Nồng vụ tràn ngập sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm giống như quỷ mị đồng dạng nhanh chóng xuyên toa, một cái lại một cái tu sĩ chết ở hắn dưới kiếm, từ đầu đến cuối, đều không ai thấy rõ ràng giết chết chính mình người là ai. Bọn họ linh hồn chi lực cũng liền có thể cảm nhận được chung quanh không đến hai trượng phạm vi, nếu như có người nghĩ đánh lén bọn họ, căn bản không kịp phản kháng. Mà dạng này hoàn cảnh, Tiêu Phàm lại hoàn toàn có thể coi nhẹ, hắn thế nhưng là người bố trận. Trong này tất cả đối với hắn căn bản không có hiệu quả gì. Phù phù, lại có mấy người đổ vào mặt đất, một kiếm chém giết ba người, tu la kiếm hút hết mấy người máu tươi, nhìn qua càng ngày càng màu đỏ tươi yêu diễm lên. Thiên thần cảnh máu tươi, một cái đối tu la kiếm tới nói cũng không có quá đại ý nghĩa, nhưng là nếu như là mấy chục người, thậm chí hơn trăm người lời, đây chính là vật đại bổ. Tiêu Phàm không biết tu la kiếm giải phong điểm cuối cùng là cái gì. Nhưng hắn biết rõ, tu la kiếm nếu như hoàn toàn giải phong, tất nhiên không kém gì chân chính pháp bảo. Bây giờ tu la kiếm mặc dù đạt đến cao giai thần binh hàng ngũ, đầy đủ một tia pháp bảo đặc tính, nhưng coi như không được chân chính pháp bảo. Luyện tâm tháp khí linh luyện tâm tử đã từng nói cho hắn biết, muốn hoàn toàn giải phong tu la kiếm, cần hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Những năm gần đây, Tiêu Phàm đối kiếm đạo lĩnh ngộ một mực dừng lại ở nhất kiếm sinh thế giới. Cũng không có quá lớn tiến bộ, mà tu la kiếm, cũng dừng lại ở giải phong đệ tứ trọng vương giả chi kiếm cấp độ. Nếu như lần nữa giải phong, Tiêu Phàm biết rõ, tu la kiếm khả năng trở thành chân chính pháp bảo cấp độ. Rầm 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 tu la kiếm truyền ra một trận uống nước thanh âm này hết sức lạnh lẽo, nhưng mà Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường, hắn thậm chí còn ôm lấy một tia chờ mong, hy vọng tu la kiếm có thể lần nữa giải phong. Bất quá! Nhất định nhường hắn thất vọng rồi, muốn giải phong tu la kiếm, không chỉ có chỉ là cần ẩm huyết, còn muốn hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Trừ phi hắn có thể ở trên kiếm đạo tiến thêm một bước, nếu không mà nói, tu la kiếm là không thể nào giải phong. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến hiện tại liền có thể giải phong tu la kiếm đệ ngũ trọng, hắn hiện tại rất quan tâm là, đang luyện hóa những cái này thần cách bên trong thần tính sau đó, có thể hay không nhường bản thân nhục thân đụng chạm đến cổ thần cảnh ngưỡng cửa. Đồng thời, thí thần cũng lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, phàm là bị hắn giết chết tu sĩ, linh hồn hoàn toàn bị thí thần thôn phệ hầu như không còn. Bàng bạc lực lượng tràn vào thí thần thể nội, ẩn ẩn muốn bắn vọt đến một cái tầng thứ cao hơn, một khi đột phá, thí thần có thể liền là cổ thần cảnh tu vi. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như hắn giết chết không phải người, mà là củ cải rau xanh, thậm chí cỏ rác. Theo lấy thời gian đưa đẩy, sơn cốc bên trong tràn đầy nồng đậm huyết tinh chi khí, cho người nghe ngóng buồn nôn, phàm là chết ở Tiêu Phàm dưới kiếm người, toàn bộ đều nhất kiếm phong hầu. Cứ tiếp như thế, đừng nói 200 người, liền là 2000 người, vậy cũng chưa chắc đủ Tiêu Phàm giết. Sơn cốc bên trong sinh mệnh, đang tại vô thanh vô tức sói mòn lấy, chém giết đồng giai cảnh giới, như giết heo chó, nói liền là giờ phút này Tiêu Phàm. Thậm chí... Tiêu Phàm ẩn ẩn tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, bước chân càng ngày càng nhẹ doanh, toàn bộ sơn cốc bên trong khắp nơi đều lưu lại hắn bóng dáng. Đồng thời, trên người hắn sát ý nhảy lên tới một cái nào đó cực điểm, hóa thành thực chất hóa kiếm khí gào thét hư không. Cũng đúng lúc này, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông rốt cục có người chịu đựng không nổi huyết tinh chi khí tra tấn, bắt đầu hoảng sợ chạy trốn lên. Làm bọn họ nhìn thấy mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể lúc, toàn bộ đều lộ ra sợ hãi, bọn họ thế mới biết, đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Đáng tiếc, Tiêu Phàm là không chuẩn bị buông tha bọn họ, hơn 200 người tiến đến,
hắn cũng đã 10 phần không hài lòng, bố trí nhiều như vậy, nếu như những người này đều không được lưu lại, vậy liền lãng phí những ngày qua tiêu phí đại lượng tâm tư. A kêu thảm tiếng bên tai không dứt, giết chóc vẫn như cũ đang tiếp tục, Tiêu Phàm trên người bao phủ một tầng huyết sắc khí diễm, nồng đậm đến cực điểm, dị thường đáng sợ. Nhưng mà, quỷ dị là, Tiêu Phàm trên người sát ý lại là đang từ từ biến mất, mỗi giết một người, hắn sát ý liền giảm bớt mấy phần. Giống giống Tiêu Phàm phía sau thí thần nhìn thấy, gầm nhẹ mấy tiếng, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như nhìn ra Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái đặc thù. Tiêu Phàm căn bản không biết tất cả những thứ này, hắn hiện tại muốn làm, liền là giết sạch những người này, giết tới Thiên Thi Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người sợ hãi. Thứ nhất là cho chết đi U Vân Phủ tu sĩ báo thù, thứ hai thì là nhường tất cả thế lực minh bạch, U Vân Phủ không phải cái gì cũng sai, như thế mới có thể để cho U Vân Phủ có càng lớn cơ hội tiếp tục tồn tại. Giờ phút này, hắn đã không phải là vì giết mà giết, mà là giống như tử thần đồng dạng, tại thu hoạch sinh mệnh. Sau nửa ngày, cái kia kêu thảm tiếng rốt cục ngừng lại, toàn bộ sơn cốc đều giống như máu nhuộm, nồng đậm mùi máu tươi 10 phần gay mũi. Tiêu Phàm lại hồi hồi về chỗ cũ, Thanh Minh nhìn thấy toàn thân nhuốm máu Tiêu Phàm, trên mặt đều là chấn động. Không thanh âm, chẳng lẽ, Thanh Minh mở ra lỗ tai, tử tế nghe lấy bốn phía động tĩnh, nhưng mà ngoại trừ mình và Tiêu Phàm tiếng hít thở, lại không cái khác thanh âm. Dường như sơn cốc bên trong, ngoại trừ bọn họ hai người bên ngoài, lại không cái khác sinh linh tồn tại. Thanh Minh mặc dù cũng đã đoán được kết quả này, nhưng chân chính nhìn thấy, trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Hơn 200 thiên thần cảnh A, dĩ nhiên cơ hồ bị hắn một người giết hết, chết ở hắn Thanh Minh trên tay, cũng liền hai cái mà thôi, cái này đã xem như hắn tận lực. Mà Tiêu Phàm giết chết người, lại là hắn gấp 100 lần nhiều. Nghĩ tới cái này, Thanh Minh không khỏi hít một hơi lạnh, chém giết hơn 200 thiên thần cảnh, vẻn vẹn mất một chén trà không đến thời gian, nói ra kẻ khác có lẽ không tin, nhưng hắn Thanh Minh lại là cơ hồ tận mắt nhìn đến. Sát thần, Thanh Minh trong lòng không tự giác toát ra hai chữ, giờ phút này Tiêu Phàm, chỉ có sát thần hai chữ để hình dung, đơn giản quá kinh khủng. Nhìn xem Tiêu Phàm trong tay vẫn như cũ còn đang nhỏ xuống lấy máu tươi tu la kiếm, Thanh Minh tâm hung hăng co quắp. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm vẫn như cũ thần ở loại kia huyền diệu trong cảnh giới, chưa từng tỉnh lại, Thanh Minh nhìn thấy, căn bản không dám vọng động, đành phải xa web eo xa nhìn xem Tiêu Phàm, cũng dung hợp nhặt được mệnh cách thần tinh. Vì giết mà giết, chỉ bất quá là sát chi hạ đạo mà thôi, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, xem như sát chi trung đạo, mà ta giết chết người, nghiệp lực không dính vào người, nên tính là thượng đạo A. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Chậm rãi, trên người hắn tất cả sát ý hoàn toàn biến mất, cùng biến mất còn có cái kia cuồn cuộn huyết tinh sát khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia bàng bạc huyết tinh khí diễm bỗng nhiên bị tu la kiếm hấp thu, đồng thời, Tiêu Phàm một kiếm chém ra, lấy hắn làm trung tâm, đầy trời kiếm khí quay cuồng dâng lên, liền hư không đều thật giống như bị xé nát một dạng. Một bên Thanh Minh nhìn thấy, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về hậu phương thối lui. Nhưng như trước vẫn là chậm một nhịp, bị kiếm khí quét trúng, mấy đạo máu tươi bắn nhanh ra. Hô, thật lâu, Tiêu Phàm đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi cái kia cuồn cuộn sát phạt kiếm khí, đồng thời mở ra hai mắt, trong mắt chán phóng hai đạo huyết sắc lợi mang, giống như sát phạt chi kiếm, sắc bén đến cực điểm. Thanh Minh có loại sau chết lại sống cảm giác, vừa mới cái kia trong nháy mắt, hắn cảm giác cả người lạnh từ đầu đến chân. Một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Còn tốt Tiêu Phàm tỉnh lại nhanh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một kiếm này, cùng đồng thuật nghịch loạn có chút cùng loại, liền tên là nghịch loạn chi kiếm A. Tiêu Phàm trong lòng nhẹ giọng nói. Một kiếm này, là hắn đột phá thiên thần cảnh đến nay lĩnh ngộ đệ nhất kiếm chiêu, mặc dù không phải tiên thiên thần thông, nhưng uy lực cũng không yếu so với huyền giai thần thông. Chủ yếu nhất là, hắn có thể phát huy ra một kiếm này to lớn nhất lực lượng, nếu như thi triển, tuyệt đối không kém gì những người khác tu luyện địa giai thần thông. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm có vẻ như có chút không thích hợp, vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ngược lại nhìn thấy máu me khắp người Thanh Minh nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Thanh Minh khóe miệng hơi rút,
hắn cái này trên người thương thế mặc dù là Tiêu Phàm gây thương tích, nhưng là hắn lại không nói ra được miệng. Không có việc gì liền tốt, cái này trận pháp muốn biến mất, chân chính chiến đấu, cũng phải bắt đầu. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngưng trọng con ngươi nhìn về phía không trung. Chân chính chiến đấu, Thanh Minh cũng là vô cùng trầm trọng nhìn xem không trung, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, bốn phía nồng vụ bắt đầu biến mất, chân trời hà quang cũng mở đi xuống dưới, trong cốc tất cả dần dần biến thanh minh. Ngoại giới, đám người chờ đợi nửa ngày, ánh mắt nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, muốn trước tiên nhìn thấy chiến quả. Từ khi đó gần 200 người tiến vào sau, đám người duy nhất nghe được chỉ có tiếng kêu thảm thiết, đối với đại bộ phận người tới nói, đây là một loại dày vò. Ngay từ đầu đám người hoài nghi là Thanh Minh đang đối Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người tiến hành đồ sát, bất quá vừa nghĩ tới Thanh Minh đã từng bại bởi Huyền Bạch Y, đám người có thể không cho rằng Thanh Minh có dạng này thực lực. Kể từ đó, những cái kia kêu thảm tiếng liền chỉ có một loại khả năng, kia chính là Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông nhân đồ giết U Vân Phủ tu sĩ lúc phát ra. Đám người không khỏi thầm than U Vân Phủ tu sĩ không may, ai kêu Thanh Minh như thế phách lối đây. Kết quả là liên lụy một phủ người. Nếu như bọn họ biết rõ, sơn cốc bên trong U Vân phủ người, ngoại trừ Tiêu Phàm cùng Thanh Minh bên ngoài, lại không những người khác, vậy liền sẽ không như thế nghĩ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, ngoài sơn cốc bên, cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ sơn cốc núi không, đám người lờ mờ tự có thể nhìn thấy hai tia chớp tại nhanh chóng giao phong, người bình thường căn bản bắt không đến chân chính thân ảnh. Rất nhiều người trong lòng kinh hãi không thôi, Thanh Minh trước mấy ngày không phải là bị Huyền Bạch Y đánh bại, làm sao liền nhanh như vậy biến như thế cường đại đây. Bất quá, làm bọn họ liên tưởng đến hai đại thế lực hơn 200 thiên thần cảnh cường giả chết ở sơn cốc bên trong lúc, đám người cái này mới lấy lại tinh thần, Thanh Minh thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Thanh Minh thực lực cũng đã phát sinh chất bay vọt. Không phải hắn. Chung quanh sơn cốc trong cổ lâm, thanh bào thanh niên kiếm tử híp hai mắt nhìn xem không trung, hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào sơn cốc bên trong. Thiếu chủ, cái gì không phải hắn? Đám người nghi hoặc kiếm tử lời nói, cái kia váy xanh thiếu nữ con cá lại là lớn mật hỏi đi ra. Vừa mới thi triển một kiếm kia người, không phải Thanh Minh. Kiếm tử trầm giọng nói, hắn ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Thanh Minh còn có cái khác giúp đỡ? Con cá kinh ngạc nhìn xem sơn cốc bên trong, đáng tiếc sơn cốc yên tĩnh vô cùng, căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu như bằng vào hai mắt, bọn họ căn bản liền không tin sơn cốc bên trong còn có những người khác tồn tại, bất quá đám người lại là không chút do dự tin tưởng kiếm tử. Kiếm tử là người nào? Đây chính là thập đại thiên tài xếp hạng đệ tứ mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật, lại làm sao có thể phán đoán sai lầm đây? Sự thật cũng là như thế, thi triển táng quang kiếm người không phải Thanh Minh, mà là Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm biết rõ, hắn một kiếm này cũng đã có người nhận ra được, không biết sẽ có gì ý nghĩ. Bang bang, mấy tiếng bén nhọn nổ vang tại hư không vang lên, ngay sau đó hai đạo thân ảnh vừa chạm vào mà ra, lập tức xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, thần sắc băng lãnh nhìn xem song phương. Hai người không phải kẻ khác, chính là Huyền Bạch Y cùng Thanh Minh. Huyền Bạch Y áo bảo phá toái, trên người còn có mấy đạo vết kiếm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đối diện Thanh Minh mặc dù cũng bị thương, nhưng so sánh phía dưới, lại so Huyền Bạch Y muốn tốt rất nhiều, hai người lập tức phân cao thấp. Không có khả năng, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi làm sao có thể như thế mạnh. Huyền Bạch Y sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Thanh Minh, hắn thực sự không thể tin được, bản thân dĩ nhiên không thắng nổi Thanh Minh. Phải biết. Trước mấy ngày, hắn đánh bại Thanh Minh thế nhưng là hết sức dễ dàng a. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, hiện tại ngươi, cũng đã không thắng được ta. Thanh Minh ánh mắt lăng lệ, trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rõ ràng, tự thân thực lực cũng không có bao nhiêu to lớn để thăng, nhưng là, ở trong chiến đấu, hắn lại thiếu đi loại kia cố kỵ. Liền tựa như hiện tại cùng Huyền Bạch Y một trận chiến. Huyền Bạch Y cái kia cái gì thập đại thiên tài tên tuổi, Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ thân phận, hoàn toàn bị hắn có thể không hề để tâm, ở trong mắt hắn, Huyền Bạch Y chỉ là một cái phổ thông đối thủ mà thôi. Nhưng mà, cái này rất nhỏ cải biến, lại làm cho hắn cùng với Huyền Bạch Y chiến không phân trên dưới,
cái này khiến Thanh Minh bản thân đều có chút không dám tin tưởng. Mà tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tiêu Phàm cùng hắn nói cái kia ngắn ngủi mấy câu. Nếu là trước kia, Thanh Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mấy câu liền để có thể làm cho một người tăng lên lớn như vậy lực lượng, nhưng là hiện tại hắn lại tự mình trải qua. Thanh Minh cũng rốt cục minh bạch, bản thân trước đó cùng Huyền Bạch Y chênh lệch ở đâu, hắn thiếu khuyết chỉ là một cái không biết sợ tâm. Bại tướng dưới tay, chết đi cho ta. Huyền Bạch Y không tin tà, gầm thét một tiếng, quanh thân kiếm khí mãnh liệt, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm mang phách chạm mà xuống. Kiếm múa, nương theo lấy một tiếng quát như sấm vang lên, trong hư không lập tức bị đầy trời kiếm khí bổ sung, đem Thanh Minh bao phủ ở bên trong, một thoáng thời gian. Bốn phía thần linh chi khí đều dường như nghe theo hắn điều động một dạng. Đồng thời, chu vi xem tu sĩ, trong tay bảo kiếm cũng nhao nhao nộ khiếu lên, rất có một loại thần phục cảm giác. Tiên thiên linh kiếm thể, Thanh Minh sắc mặt ngưng tụ, hắn không dám khinh thường Huyền Bạch Y, Tiêu Phàm thế nhưng là đã nói với hắn, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Huyền Bạch Y có thể không chỉ có chỉ là một con thỏ, mà là một cái lão hổ. Nếu như không toàn lực ứng phó, thất bại tất nhiên hay là hắn. Phong Minh, mắt thấy cái kia đầy trời kiếm khí cắt chém hắn thân thể, Thanh Minh cũng rốt cục động, hắn sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh không có đặc biệt hình dạng, lại tựa như một đầu man hoang cổ thú. Ngay sau đó, Thanh Minh thân thể cùng cái kia hắc ảnh bỗng nhiên biến mất, chỉ có một cái hắc sắc vòng xoáy bao phủ tứ phương. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia màu đen vòng xoáy những nơi đi qua, cái kia đầy trời kiếm khí dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Tiên thiên thần thông, đám người hít sâu một cái, kinh hãi nhìn xem không chung một màn này, cũng chỉ có tiên thiên thần thông, mới có thể có dạng này uy lực đáng sợ, không nhìn Huyền Bạch Y thần thông lực lượng. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, Huyền Bạch Y ngực đột nhiên chán phóng một đạo huyết quang, sau đó cả người bỗng nhiên hướng về nơi xa bay ngược. Huyền Bạch Y bại, đám người trợn tròn mắt, nhìn về phía Thanh Minh ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa. Có ít người càng là nghĩ tới nhiều hơn, có lẽ, đây là trời không tuyệt U Vân Phủ, dĩ nhiên nhường U Vân Phủ ra đời bậc này thiên tài. Đợi một thời gian, U Vân Phủ tuyệt đối không chỉ là sẽ thoát ly dựng ngược đệ nhất danh đầu, cũng tất nhiên sẽ mang theo U Vân Phủ hướng đi một cái tầng thứ cao hơn. Nắm giữ thập đại thiên tài U Vân Phủ. Cũng đã đầy đủ nhường Thiên Võ Thần Sơn người coi trọng. Không trung phía trên, Thanh Minh đứng lơ lửng trên không, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Huyền Bạch Y bay ngược phương hướng, trong tay hắn trường kiếm vẫn như cũ còn đang nhỏ xuống lấy máu tươi. Đám người có thể nhìn thấy, trong tay hắn kiếm tại nhẹ nhàng run rẩy, không biết là vừa mới một kích kia phụ tải vượt ra khỏi hắn gánh chịu phạm vi, hay là hắn tự thân kích động chỗ đến. Ta dĩ nhiên chiến thắng Huyền Bạch Y. Thanh Minh trong lòng không hiểu kích động cùng kinh ngạc, vừa mới, thân vùi lấp nguy hiểm bên trong, hắn chỉ muốn đánh bại Huyền Bạch Y. Một sát na kia, Thanh Minh cảm giác mình dường như tràn đầy vô tận lực lượng, cả người tựa như tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong. Nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ đến, một kiếm này dĩ nhiên thật có thể đánh bại Huyền Bạch Y, nếu như không phải hắn cuối cùng thu hồi mấy phần lực lượng, đoán chừng vừa mới Huyền Bạch Y đã bị chặn ngang chặt đứt. Giờ phút này, Thanh Minh trong đầu trước tiên hiển hiện hay là Tiêu Phàm khuôn mặt, trong oam lòng tràn đầy cảm kích, đồng thời, Tiêu Phàm ở trong lòng hắn hình tượng, cũng cất cao đến một cái đáng sợ cấp độ. A gầm lên giận dữ từ đằng xa vang lên, lại là nhìn thấy chật vật không chịu nổi Huyền Bạch Y gào thét mà tới, hắn tóc rối tung không chịu nổi, áo bào trắng nhuộm đầy máu tươi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Cho ta đem hắn tháo thành tám khối, đi tới gần. Huyền Bạch Y dùng trường kiếm chỉ Thanh Minh, gần như gầm thét lên. Ngươi không phải muốn ta minh bạch cùng thập đại thiên tài ở giữa chênh lệch sao? Đây chính là chênh lệch sao? Thanh Minh khẽ cười một tiếng. Giờ phút này hắn, có loại không giống tràn đầy hào khí, chiến ý xông thẳng cửu tiêu, từ lúc bại Huyền Bạch Y một khắc kia trở đi, Thanh Minh tâm cảnh cũng biến hoàn toàn khác biệt. Dù là Huyền Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người xông lên đến, hắn bây giờ cũng sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ cùng e ngại. Huyền Bạch Y nghe được Thanh Minh lời, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, hung dữ nhìn xem Thanh Minh, hắn nguyên bản coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ, nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân sẽ thua ở bản thân bại tướng dưới tay trong tay. Thanh Minh,
ngươi nhảy nhót không được bao lâu, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Huyền Bạch Y phẫn nộ đến cực điểm. Thân làm thập đại thiên tài hắn, tại thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, hắn còn chưa bao giờ từng có thua trận, có thể hiện tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo hai bại, cái này khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Thanh Minh, để tiết trong lòng ác độc. Thật ném thập đại thiên tài mặt, Huyền Bạch Y còn không có động thủ, đột nhiên một đạo đạm mạc mà khàn khàn thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Huyền Bạch Y sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ con người bỗng nhiên chuyển hướng bên cạnh, nơi nào có một vệt sáng lấp lóe, rất nhanh liền xuất hiện ở phụ cận, tựa như mị ảnh một dạng. Người tới bó chặt hắc bào, bộ mặt có một đoàn hắc khí lượn lờ, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Bất quá, rất nhiều người lại là lập tức đoán được hắn lai lịch, con người không khỏi mãnh liệt chấn động một cái. Thi hoàng tử, hắn dĩ nhiên đích thân đến, có người kinh hô mà ra, nói ra hắc bào nhân thân phận. Chỉ là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, thì hoàng tử có vẻ như cũng không mua Huyền Bạch Y chướng, thậm chí ngôn ngữ bên trong còn có ý khinh miệt. Đại bộ phận người nghi hoặc không hiểu, Huyền Thiên Kiếm Tông tốt xấu cũng là ở trợ giúp Thiên Thi Tông A, giờ phút này lại như thế nào cũng hẳn là đứng ở trên đồng nhất chiến tuyến A. Bất quá cũng có một chút hiểu trong đó mấu chốt, kia chính là thi hoàng tử đối phó U Vân Phủ, vốn chính là nghĩ phá hủy U Vân Phủ căn cơ. Thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc về sau, Thiên Thi Tông cũng chuẩn bị đối U Vân Phủ động thủ, đến lúc đó hủy diệt U Vân Phủ sở thuộc phạm vi thế lực, cũng liền một cách tự nhiên trở thành Thiên Thi Tông địa. Đám người nhìn thấy thi hoàng tử xuất thủ, tất cả mọi người đều âm thầm lắc lắc đầu, Thanh Minh hôm nay chung quy là khó thoát diệt vong kết cục. Bất quá, không có người sẽ đồng tình Thanh Minh, chỉ có thể cho là hắn nên giết, ai bảo hắn giết Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 200 thiên thần cường giả đây. Coi như thi hoàng tử giết Thanh Minh, đoán chừng U Vân Phủ cũng không có đầy đủ thực lực tìm Thiên Thi Tông phiền phức. Một chỗ rừng rậm bên trong, Trọc Thiên Hồng mấy người nhìn thấy thi hoàng tử đối Thanh Minh xuất thủ, đám người sắc mặt hơi đổi một chút, muốn chờ đợi Tiêu Phàm cũng không có xuất hiện. Thanh Minh nguy rồi, Quân Nhược Hoan nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lóe qua một cỗ nồng đậm chiến ý. Bọn họ cách nhau quá xa, cho dù nghĩ xuất thủ muốn cứu cũng căn bản không kịp, huống chi, thi hoàng tử thực lực quá mạnh, coi như bọn họ xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu mấy người cũng chỉ có thể thầm than khẩu khí, bọn họ cùng Thanh Minh cũng không có quá nhiều giao tình, cũng còn không có đến liều mình cấp độ. Không trung phía trên, cái kia bá đạo trưởng cương quét ngang mà ra, phát ra một cỗ không thể địch nổi uy thế, liền hư không đều dường như tiếp nhận không được cỗ kia uy áp, bắt đầu run lẩy bẩy. Càng thêm kinh ngạc là, Thanh Minh lại là đứng ở hư không không nhúc nhích, tựa như mất hồn một dạng. Coi như tự biết mình, biết rõ hẳn phải chết, cũng không tất yếu chạy. Thiên Thi Tông tu sĩ cười lạnh nhìn xem Thanh Minh. Nếu như không phải kiêng kỵ Thanh Minh cường đại, bọn họ đã sớm xông đi lên đối phó Thanh Minh, căn bản không tất yếu thi hoàng tử xuất thủ. Coi như tất cả mọi người đều cho rằng Thanh Minh hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, núi rừng bên trong kiếm tử lại là trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, nhẹ giọng nói hẳn là có thể bức người kia xuất thủ a. Ẩn tàng ở trong bóng tối người kia sao? Váy xanh nữ tử con cá kinh ngạc nói, nàng mảy may không được hoài nghi kiếm tử lời nói. Hô, quả nhiên, bọn họ vừa dứt lời, sơn cốc bên trong một đạo chớp lóe đột nhiên trùng thiên mà lên, lóe lên một cái rồi biến mất, ở đây người cơ hồ không có mấy người bắt được. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy đạo kia đánh phía Thanh Minh trưởng cương, đột nhiên một chia làm hai. Vừa lúc từ Thanh Minh hai bên gào thét mà qua. Thanh Minh tóc đón gió bay lên, bộ mặt có chút vặn vẹo, trưởng cương sinh ra cương phong ở trên mặt hắn lưu lại mấy đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, hắn chung quy là sống tiếp được, ngay sau đó, Thanh Minh quanh thân cỗ kia trói buộc lực lượng biến mất, dưới chân lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn miệng lớn đạp tức giận, lưng phát lạnh. Toàn thân y phục hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt càng là trắng bệch thời khắc. Vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác mình tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, loại kia cảm giác, tuyệt đối nhường hắn suốt đời khó quên. Trái lại đối diện thi hoàng tử, lại là phong khinh vân đạm, nhìn thấy trong tay mình cương bị người một kiếm chảm phá lúc,
quanh người hắn hắc vụ quay cuồng, khẽ nhả ra một câu táng quang kiếm. Thì hoàng tử thân làm chín phủ 13 tông thập đại thiên tài, có thể nhận ra một kiếm này, cũng không phải là cỡ nào khó được sự tình. Hắn không có tiếp tục xuất thủ, đầu hắc vụ chậm rãi biến mất, lộ ra một trưởng trắng bệch khuôn mặt, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sơn cốc bên trong. Đồng thời, đám người ánh mắt cũng toàn bộ đều hướng về sơn cốc bên trong nhìn lại, trong lúc nhất thời không biết vì sao. Thanh Minh không phải hẳn phải chết không nghi ngờ a, làm sao tại mấu chốt thời điểm lại sống sót? Lại là một kiếm này, chẳng lẽ sơn cốc bên trong còn có người? Đám người bên trong cũng không thiếu mắt sắc người, có người thấy được vừa mới đạo kia chớp lóe. Lại liên tưởng đến trước đó một kiếm, lập tức nghĩ tới cái gì. Cũng đúng. Thanh Minh thực lực không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy chém giết 200 thiên thần cảnh, kể từ đó, kia chính là do người khác. Giết chết 200 thiên thần cảnh người, là thi triển vừa mới đạo kia kiếm quang người. Có thể từ thi hoàng tử trưởng cương phía dưới cứu ra Thanh Minh, nghĩ đến đối phương thực lực, cũng cường hoành. Cái khác rất nhiều người cũng rốt cục hiểu tới, Thanh Minh thực lực xác thực không yếu, nhưng tuyệt đối không có đến như thế đáng sợ cấp độ. Muốn tại một chén trà thời gian bên trong giết chết hơn 200 thiên thần cảnh, tuyệt không phải Thanh Minh có thể làm được, cũng chỉ có thi hoàng tử dạng này biến thái mới có thể làm được. Vừa mới đạo kia kiếm quang chủ nhân có thể đánh tan thi hoàng tử công kích, nghĩ đến hắn tự thân cũng có dạng này thực lực. Đột nhiên, đám người nghị luận âm thanh két két mà dừng, một đạo thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, như bị sét đánh một dạng. Xoạt, xoạt. Tiếng bước chân bua cóc không lớn, nhưng ở đây tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở, càng thêm quỷ dị là, đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh từ sơn cốc bên trong dậm chân đi tới. Lăng không dạo bước, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, bọn họ muốn trước tiên biết rõ, sơn cốc bên trong người rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên có thể cùng thi hoàng tử công kích chống lại. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Từ sơn cốc trung vân trong sương mù đi ra, đó là một cái hơi có vẻ gầy gò hắc bào thanh niên. Người kia là ai, làm sao chưa nghe nói qua? Đám người nhìn thấy cái kia hắc bào thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chín phủ 13 tông, phàm là nổi danh thiên tài, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ, cho dù không có chân thực nhìn thấy, cũng thấy qua chân dung. Có thể trước mắt hắc bào thanh niên, bọn họ cơ hồ toàn bộ đều không quen biết. Chẳng lẽ là một cái ẩn tàng cao thủ? Là hắn, lần trước đánh bại Huyền Bạch Y người. Đột nhiên, có người kinh ngạc lên tiếng. Thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp mang theo bị phong ấn tu vi Huyền Bạch Y tiến vào dự thi quảng trường, nhưng Tiêu Phàm hỗ trợ giải trừ phong ấn. Lúc ấy có một số người âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn, nhớ kỹ Tiêu Phàm dung mạo, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới nhận ra được. Có thể bọn họ cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể ngăn trở thi hoàng tử công kích. Giờ phút này Tiêu Phàm cũng không có cải biến hình dạng, liền lấy diện mục thật sự gặp người, tự nhiên có người nhận ra được. Đánh bại Huyền Bạch Y, chẳng lẽ lại một cái thập đại thiên tài cấp bậc cường giả? Đám người nghe được Tiêu Phàm đánh bại Huyền Bạch Y sự tình, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng bất đồng. Tiêu huynh, Thanh Minh lách mình đi tới Tiêu Phàm trước người. Hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, một màn này, nhường đám người càng thêm kinh ngạc lên. Bọn họ không biết, Thanh Minh đây là đang cảm kích Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm chỉ điểm, hắn cũng không có khả năng đánh bại Huyền Bạch Y. Chỉ bất quá, không muốn sống đấu pháp, hắn có thể chiến thắng Huyền Bạch Y, nhưng như cũng không phải thi hoàng tử đối thủ. Tiêu Phàm gật gật đầu, ánh mắt một mực rơi vào cách đó không xa thi hoàng tử trên người. Trên người sát ý không thèm mảy may che giấu. Ngươi muốn giết ta, thi hoàng tử một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường. Thân làm thập đại thiên tài xếp hạng đệ tam nhân vật, thi hoàng tử đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, cho dù đối mặt thiên thần bảng bên trên xếp hạng thứ hai cùng đệ nhất hai người, hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Huống chi đối mặt Tiêu Phàm cái này không nổi danh tiểu nhân vật. Hắn tự nhiên không sao cả đặt ở trong lòng. Có thể ngăn trở thi hoàng tử một kích, liền coi là có thể làm đối thủ của hắn sao. Thực sự là buồn cười. Đám người bên trong cũng có người mở miệng, chào phúng không thôi. Bất quá, Tiêu Phàm ánh mắt lại một mực rơi vào thi hoàng tử trên người, không những không giận mà còn cười nói,
ta sợ giết ngươi, Thiên Thi Tông người sẽ tìm ta phiền phức, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, cũng không phải nhị lưu thế lực đối thủ. Tiêu Phàm lời này nói 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại đều là gây hấn ý, giết ngươi, ta tự nhiên muốn giết, cũng có thể giết. Nhưng là, ta nếu giết ngươi, ngươi Thiên Thi Tông đoán chừng sẽ cùng như chó điên tới tìm ta báo thù, cái này cũng không phải ta muốn. Quả nhiên, nghe được lời này, thì hoàng tử trắng bệch trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, cười gằn nói, có ý tứ, ta rất lâu không có nghĩ như vậy giết một người. Thì hoàng tử thoại âm rơi xuống, lập tức cuồng bạo sát khí từ trên người hắn lan tràn ra, hư không càng là chán phóng cuồn cuộn hắc sắc phụ khí, tuôn hướng từ phía bát phương. Thì hoàng tử muốn động thủ, thì hoàng tử dưới tay, có thể không ai sống sót. Có thể chết ở thì hoàng tử trên tay, hắn chết cũng đáng được. Đám người nhìn thấy, trong mắt lộ ra chấn động, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn một cái người chết đồng dạng, thật sự là thi hoàng tử hung danh quá thịnh, Tiêu Phàm không thể nào là đối thủ của hắn. Sơn lâm bên trong, Phong Lăng cùng Quân Nhược Hoan mấy người toàn bộ đều biến khẩn trương vô cùng, bọn họ cố nhiên đối Tiêu Phàm thực lực cực kỳ tự tin, nhưng thi hoàng tử cường đại cũng đồng dạng xâm nhập lòng người. Các ngươi ở chỗ này, ta đi qua nhìn xem. Quân Nhược Hoan nhìn về phía đám người nói, khi hắn ánh mắt rơi vào thi hoàng tử trên người lúc, đáy mắt chỗ sâu càng là lóe qua một vòng nhàn nhạt chiến ý. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Quân Nhược Hoan cũng đã không thấy bóng dáng. Quân Nhược Hoan hắn, Trọc Thiên Hồng trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, Quân Nhược Hoan mặc dù là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng ở hắn nhìn đến, hắn cùng thi hoàng tử bọn họ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Yên tâm đi. Quân Nhược Hoan thực lực hẳn là không ở dưới thi hoàng tử. Phong Lang lắc lắc đầu nói. Làm sao có thể, thần thiên nghiêu kinh hô không thôi, trên mặt tận là không tin. Hắn mặc dù thừa nhận Quân Nhược Hoan là một cái thiên tài, nhưng là muốn cùng thi hoàng tử bọn họ so sánh, cái kia tuyệt đối không phải một cái cấp độ. Thập đại thiên tài dạng này nhân vật, chính phủ 13 tông đều chỉ có 10 người, Quân Nhược Hoan lại làm sao có thể cùng bọn họ so sánh đây. Huống hồ, bọn họ cùng Quân Nhược Hoan ở chung nhiều như vậy thời gian dài, cũng không phát hiện Quân Nhược Hoan có cái gì chỗ hơn người, cũng chính là tuổi tác tương đối nhỏ mà thôi. Chúng ta chứng kiến Quân Nhược Hoan, có lẽ quá mức phiến diện. Một mực trầm mặc Quỷ Thiên Cửu đột nhiên lại bổ sung một câu. Liền Quỷ Thiên Cửu đều nói như vậy, thần Thiên Nghiêu tự nhiên cũng không tốt hoài nghi, bất quá, hắn nhưng trong lòng 10 phần hiếu kỳ, đến cùng Quân Nhược Hoan là một cái như thế nào người. Không trung phía trên, Tiêu Phàm ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, mặc cho cái kia hắc khí cuồn cuộn bao phủ hắn, hắn thân ảnh một mực đứng ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tiêu huynh, ngược lại là Thanh Minh lộ ra lo lắng thần sắc, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng thi hoàng tử cùng Huyền Bạch Y, có thể hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Ngươi lùi xa một chút, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói một câu. Thanh Minh nghe vậy, khẽ cắn môi. Lưu lại một câu liền hướng lấy sơn cốc ngoại vi bỏ chạy, lưu ở nơi này, hắn chỉ có thể kéo Tiêu Phàm chân sau, còn không bằng nhường Tiêu Phàm niềm vui tràn trề một trận chiến, có lẽ Tiêu Phàm còn sẽ mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người, bất quá ở trong mắt ta, ngươi cũng là rất vô tri người. Thì hoàng tử cảm nhận được Tiêu Phàm khinh thị, bình tĩnh trên mặt nổi lên một tia vẻ tức giận. U minh ma thể, xác thực phải có kiêu ngạo vốn liếng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem thi hoàng tử, tựa như trên đời này không có cái gì có thể ba động hắn tâm huyền. Nghe được U Minh Ma Thể bốn chữ này, thi hoàng tử con ngươi bỗng nhiên chấn động một cái, sát khí càng là bốc lên không thôi, lạnh giọng nói, ngươi là như thế nào biết rõ. Cũng khó trách thi hoàng tử như thế phẫn nộ, thân mang U Minh Ma Thể sự tình, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ có hắn sư tôn Thiên Thi Tông tông chủ rõ ràng a. Hiện tại bị Tiêu Phàm một câu nói toạc ra, cái này khiến thi hoàng tử như thế nào bình tĩnh đây? Một cái liền có thể nhìn ra đồ vật, còn phải hỏi như thế nào biết sao? Tiêu Phàm xem thường nhìn xem thi hoàng tử nói. Một cái liền có thể nhìn ra, thi hoàng tử kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Trong đầu hắn còn quanh quẩn lấy hắn sư tôn nói qua lời nói, ngươi thể chất tương đối đặc thù, toàn bộ tám phím thiên vũ vực có thể nhìn ra. Tuyệt đối không cao hơn một bàn tay, hơn nữa tu vi tuyệt không kém gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Mà hiện tại, trước mắt cái này thiên thần cảnh liếc mắt liền nhìn ra,
cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng? Phải biết, U Minh Ma Thể, đây chính là hắn to lớn nhất át chủ bài A, mà cái này át chủ bài lại rõ ràng bại lộ trước mặt người khác, cái này khiến thi hoàng tử như thế nào có thể an tâm? U Minh Ma Thể người, vốn hẳn nên ma khí tràn đầy, trên người ngươi ma khí mặc dù bị thi khí bao phủ, nhưng lại vẫn như cũ hàm chứa ma khí đặc tính. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Chỉ bằng điểm này ngươi liền có thể nhìn ra, thi hoàng tử rõ ràng không tin, ngươi cái này lừa gạt tiểu hài còn không sai biệt lắm. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, sau một lát lại nói, đã có thể thôn phệ thi khí, lại có thể tu luyện ma khí, ngoại trừ U Minh Ma Thể bên ngoài, xác thực còn có mấy loại thể chất, nhưng đừng quên, trên người ngươi nồng nặc nhất vẫn là U Minh chi khí. Nghe được lời này, thi hoàng tử lại biến sắc. Thật giống như bị Tiêu Phàm nói đến chỗ sâu nhất bí mật một dạng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đột nhiên lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, thi hoàng tử nhíu mày, hắn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Tiêu Phàm cười cười, nói, đáng tiếc ta nghe nói U Minh Ma Thể, mặc dù nhìn qua bề ngoài phù phiếm, mặt không huyết sắc, nhưng trên thực tế tất cả huyết khí ngưng tụ không tan. Chất chứa ở thể nội, bất quá có vẻ như các hạ cũng không phải chuyện như thế. Lời này vừa nói ra, thì hoàng tử sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa thì nhìn không được hướng về Tiêu Phàm đánh tới, mặt lộ dữ tợn nói, ngươi là ai? U Vân phủ đệ nhất thành Tiêu Phàm, một cái bác sĩ. Tiêu Phàm tự báo tính danh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Bác sĩ, thì hoàng tử tiến lên một bước, cường đại khí thế cũng đã hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là chỉ có 3 lần toàn lực cơ hội ra tay, động 1 lần thiếu 1 lần. Đương nhiên, ngươi có thể đánh cược 1 keo, nhìn ta có thể hay không ép ngươi thi triển ra toàn lực. Tiêu Phàm nói phong khinh vân đạm, quanh thân hắc khí tại tới gần quanh người hắn thời khắc, hoàn toàn bị một màn ánh sáng ngăn cản ở ngoài, rốt cuộc khó có thể tiến lên mảy may. Thì hoàng tử con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cho tới nay, hắn đều hỉ nộ không lộ, nhưng mà hôm nay, Tiêu Phàm lời nói nhường hắn quá rung động, dù là hắn nghĩ che giấu đều không che giấu được. Hiển nhiên, Tiêu Phàm nói chuyện nói đều hết sức chính xác, thì hoàng tử chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân vấn đề, lại bị một cái cùng thế hệ tu sĩ nhìn ra, cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc đây. Thì hoàng tử không dám đánh cược, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tự tin tiếu dung, hắn trong lòng luôn có loại nồng đậm bất an. Không biết tại sao, hắn cảm giác mình nếu động thủ, có lẽ vô cùng có khả năng bị Tiêu Phàm lưu lại. Nhìn thấy thi hoàng tử không có tiếp tục động thủ ý tứ, Tiêu Phàm lại nói, ngươi không động thủ quyết định là chính xác, ta có tự tin, để ngươi cái kia cái gọi là 3 lần cơ hội, duy nhất 1 lần sử dụng hết. Liền bằng ngươi, thi hoàng tử ánh mắt lạnh lùng. Khó trách hắn khinh thường, muốn buộc hắn đem 3 lần cơ hội duy nhất 1 lần sử dụng hết, trừ phi có thể triệt để áp chế hắn. Mà đồng giai bên trong, cho dù xếp hạng thứ 2 cùng đệ nhất Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên cũng không dám hứa chắc có thể triệt để ngăn chặn hắn thi hoàng tử, hắn tự nhiên không tin Tiêu Phàm có thể làm được. Chỉ bằng ta, Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, sau đó một cỗ đáng sợ khí thế từ Tiêu Phàm trong con ngươi nở rộ mà ra, lập tức bao phủ thi hoàng tử. Thi hoàng tử ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng sau một lát, hắn đột nhiên cơ thể hơi run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Linh hồn công kích, thi hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, sát cơ sôi trào. U Minh Ma Thể danh xưng vô song thể tu thể chất, nhưng ở linh hồn phương diện có vẻ như cũng không có cái gì cường hạng. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, một bộ ta ăn chắc người bộ dáng. Thi hoàng tử biết rõ, Tiêu Phàm nói xác thực không sai, nếu như dùng cường đại linh hồn công kích hắn, hắn thật đúng là chưa hẳn chịu nổi. Nếu là bình thường cũng liền bình thường. Mấu chốt hắn hiện tại trạng thái không cho phép. Kỳ thật, chúng ta có lẽ có thể hợp tác một cái. Tiêu Phàm nhìn thấy thi hoàng tử bình ổn lại, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường thiếu dung. Thi hoàng tử một trận trầm mặc, đen kịt con ngươi nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Bất quá Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, đang đợi thi hoàng tử trả lời, vừa mới hắn nói tới làm ra, chính là vì vừa mới một câu nói kia. Ngươi là làm sao nhìn ra, thì hoàng tử cũng không có đáp ứng Tiêu Phàm nói tới hợp tác vấn đề, mà là nói ra một cái khác nghi hoặc.
Dù sao, Tiêu Phàm thế nhưng là giết hắn huyết y vệ, cừu hận này cũng không phải một câu liền có thể mang qua. Bí mật, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có trả lời ý tứ. Mỗi người đều có bản thân bí mật, thì hoàng tử cũng đồng dạng như thế, hắn tự nhiên không tốt tiếp tục hỏi thăm. Kỳ thật Tiêu Phàm sở dĩ có thể nhìn ra thi hoàng tử trên thân thể vấn đề, cũng không phải bí mật gì, mà là xem như một cái bác sĩ cơ bản nhất năng lực, vọng, văn, vấn, thiết mà thôi. Quan sát thi hoàng tử sắc mặt, cùng bắt được trên người hắn phát ra thần lực ba động, Tiêu Phàm không khó nhìn ra thi hoàng tử vấn đề trúng độc. Thi hoàng tử bản sinh chính là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa còn là thiên thần cảnh, có thể làm cho hắn đều không làm gì được độc, tất nhiên không đơn giản. Bất quá, Tiêu Phàm thân làm luyện dược sư cùng bác sĩ, đối với phương diện này vẫn có nhất định nắm chắc. Ngươi muốn như thế nào hợp tác? Thi hoàng tử ngưng tiếng nói, trên người sát ý cũng không biến mất. Chỉ cần Tiêu Phàm lời nói không nhường hắn hài lòng, thi hoàng tử tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, cho Tiêu Phàm lôi đình nhất kích. Thiên thi tông nghĩ đối phó U Vân Phủ, mà ta lại nghĩ U Vân Phủ tiếp tục tồn tại. Tiêu Phàm thần sắc hơi nghiêm một chút. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là vì cái này mục đích. Nếu như chỉ là dựa vào giết chóc, ăn miếng trả miếng, muốn bảo trụ U Vân Phủ là không thể nào. Mà một khi U Vân Phủ diệt 8S4W Phong, đệ nhất thành cũng tất nhiên hủy diệt. Tiêu Phàm không phải là không có nghĩ tới, chỉ cần cố gắng chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu, liền có thể làm cho thiên võ thần Sơn coi trọng, đến lúc đó bảo trụ U Vân Phủ cũng không khó. Nhưng là, người nào biết rõ thiên võ thần Sơn có thể hay không coi trọng thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu đây? Dựa vào người không bằng dựa vào mình, nếu như có thể thay đổi thiên thi tông hủy diệt U Vân Phủ quyết tâm, đây chính là từ nguyên trên đầu giải quyết vấn đề. Ngay từ đầu Tiêu Phàm cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng khi hắn nhìn thấy thi hoàng tử thời khắc, ý nghĩ này liền xông lên trong lòng. Thiên thi tông tại chín phủ 13 tông thế nhưng là xếp hạng đệ tam tồn tại. Có thể ổn áp Huyền Thiên Kiếm Tông một đầu, nếu như có thể kéo lên thi hoàng tử, đến lúc đó liền có thể kiềm chế Huyền Thiên Kiếm Tông. Nếu như U Vân Phủ chỉ cần đối mặt cổ linh phái cùng thất tinh phủ lời, mặc dù vẫn như cũ không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng cuối cùng thấy được hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thi hoàng tử có thể đáp ứng cùng hợp tác với mình sự tình. Bằng ngươi một câu, liền có thể ngăn cản U Vân Phủ hủy diệt. Thực sự là thiên đại cười nhạo. Thi hoàng tử khịt mũi coi thường, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như ta có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề đây. Tiêu Phàm biết rõ thi hoàng tử không có khả năng sảng khoái như vậy liền đáp ứng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thi hoàng tử con ngươi thu rụt một cái, lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem thấu Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ. Đáng tiếc, chú định nhường hắn thất vọng rồi, Tiêu Phàm tu luyện tâm luyện cổ kinh. Gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể gặp không sợ hãi, huống chi hắn hiện tại chiếm cứ lấy quyền chủ động. Ngươi cảm thấy ta có tả hữu một tông năng lực, thi hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi thân làm thiên thi tông thiếu tông chủ, ta nghĩ ngươi hẳn là có cái này năng lực, không phải sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Kẻ khác hắn có lẽ sẽ không tin tưởng hắn nắm giữ cải biến một tông quyết định năng lực, nhưng là thi hoàng tử không chỉ có là thiên thi tông thiếu tông chủ. Mà lại hay là U Minh Ma Thể. U Minh Ma Thể, tại ngàn vạn thể chất đặc thù bên trong, thế nhưng là một loại cực kỳ cường hoành thể chất. Nếu như hắn trưởng thành, thiên thi tông tông chủ chi vị tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cho dù bây giờ thiên thi tông tông chủ, cũng sẽ không lọt vào mắt hắn thái độ. Thi hoàng tử biết rõ, bản thân tất cả đều đang Tiêu Phàm trưởng khống bên trong, từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn còn là lần thứ nhất bị người nhìn như thế thấu triệt. Cho dù thiên thi tông nguyện ý từ bỏ U Vân Phủ cũng đồng dạng tồn tại không được bao lâu. Thi hoàng tử đành phải nói tránh đi, huyết y vệ bị giết thù, từ đầu tới đuôi hắn đều không có đề cập qua. Chỉ cần thiên thi tông nguyện ý ngăn chặn Huyền Thiên Kiếm Tông, cái khác hai đại thế lực cổ linh phái cùng thất tinh phủ, không cần thiên thi tông nhúng tay. Tiêu Phàm 10 phần tự tin nói ra. Thi hoàng tử nhíu mày. Hắn tựa như không quá nguyện ý ngăn chặn Huyền Thiên Kiếm Tông, bất quá Tiêu Phàm nói ra, hắn cũng biết rõ, nếu như hắn không đáp ứng, Tiêu Phàm cũng khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ cứu hắn. Những năm gần đây, thi hoàng tử âm thầm không biết tìm bao nhiêu luyện dược sư,
nhưng không có một người có thể giải quyết trên người hắn vấn đề. Bây giờ thật vất vả tìm tới có thể giải quyết bản thân vấn đề người, thì hoàng tử tự nhiên sẽ không từ bỏ. Người xác định có thể giải quyết ta trên người vấn đề. Nếu như, thì hoàng tử lần nữa hỏi. Ta xác định, không đợi thì hoàng tử nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói, cực kỳ khẳng định nói, nếu như không giải quyết được, người Thiên Thi Tông đều có thể lần nữa đối U Vân Phủ xuất thủ. Thì hoàng tử nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn không biết là, Tiêu Phàm còn có một câu không nói, coi như ta thực sự không giải quyết được, lần sau ngươi đối U Vân Phủ xuất thủ thời điểm, cũng chưa hẳn có thể hủy diệt U Vân Phủ. Thống khoái, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, lập tức nhìn về phía bốn phía, cười cười nói, còn có nhiều như vậy người xem nhìn xem chúng ta biểu diễn đây, chúng ta tự nhiên không nên nhường bọn họ thất vọng mới đúng. Đang có ý này, thì hoàng tử gật gật đầu. Lời còn chưa dứt, thì hoàng tử liền hóa thành một vệt sáng phóng tới Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ lập tức liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một bàn tay hung hăng phủ xuống. Tiêu Phàm nhìn thấy, thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, hắn biết rõ, thì hoàng tử vẫn là không yên lòng, muốn thăm dò một cái hắn thực lực mà thôi. Nếu như thực lực không thể đi đến thì hoàng tử hài lòng cấp độ, thì hoàng tử 89 phần 10 vẫn sẽ cự tuyệt hợp tác. Tất nhiên như thế, bản thân liền tác thành cho hắn, huống chi, hắn cũng có thể thừa cơ thăm dò một cái thì hoàng tử thực lực. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trưởng cương không chút do dự nghênh đón, thể nội thần lực giống như đại dương mãnh liệt vô cùng. Oanh, kinh khủng nổ vang truyền ra, cuồng bạo năng lượng ba động chôn vùi tứ phương, giờ khắc này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, sơn hà rung động không thôi. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh nhanh chóng tách ra, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Thật mạnh nhục thân, thì hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn thế nhưng là u minh ma thể, chuyên tu nhục thân, đồng giai bên trong cơ hồ không có địch thủ. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhục thân dĩ nhiên cùng hắn tương xứng, cái này khiến thì hoàng tử như thế nào không được kinh ngạc. Ngươi cũng không kém, Tiêu Phàm cười cười, hắn trong lòng đồng dạng cực kỳ không bình tĩnh. Thân mang vô tận chiến thể hắn, nhục thân hiếm có địch thủ, không nghĩ đến hôm nay lại bị thi hoàng tử đẩy lui, đây là Tiêu Phàm không nghĩ đến sự tình. Nhìn đến, ta nhục thân còn có tiến bộ không gian. Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu. Hắn tin tưởng, nếu như luyện hóa xong trước giết chết hai cái kia trăm thiên thần cảnh cường giả lấy được thần cách bên trong thần tính, hắn nhục thân tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Vô tận chiến thể. Mấu chốt nhất hay là đang vô tận hai chữ. Nếu như có thể tiến thêm một bước, Tiêu Phàm tự tin, cho dù thi hoàng tử U Minh ma thể, cũng không phải đối thủ của hắn, không vì cái gì khác, bởi vì vô tận chiến thể chính là có thể không ngừng thuế biến cùng tiến hóa thể chất. Lại đến, thi hoàng tử hét lớn một tiếng, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm, trên mặt đều là không chịu thua thần sắc. Tất nhiên như thế, hôm nay vừa vặn thống khoái một trận chiến. Tiêu Phàm trên người cuồng bạo lực lượng cổ động, giống như một đầu hùng sư thức tỉnh, bỗng nhiên hướng về thi hoàng tử đánh giết mà đi. Sơn cốc trên không chiến đấu đang tiếp tục, đám người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử hai người mặc dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng bậc này lực phá hoại, lại là liền cổ thần cảnh tiền kỳ cũng còn kém rất rất xa. Cảm nhận được cái kia cuồng bạo năng lượng ba động, không ít người càng là nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Sợ bị tai bay vạ gió. Âm thầm quan chiến những cường giả kia cũng thần sắc khác nhau, bọn họ không phải kinh ngạc thi hoàng tử thực lực, mà là kinh ngạc Tiêu Phàm. Đánh bại Huyền Bạch Y cũng liền bình thường, bây giờ thậm chí ngay cả thi hoàng tử cũng thật lâu bắt không được hắn. Quân Nhược Hoan cũng đã ẩn núp đến sơn cốc ngoại vi, nhìn xem không trung chiến đấu, lông mày hơi hơi ngưng tụ, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Lấy công tử thực lực, đối chiến thì hoàng tử hẳn không có nguy hiểm tính mạng, bất quá, muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Quân Nhược Hoan trong lòng âm thầm trầm ngâm. Giống như Tiêu Phàm có cái gì ngoài ý muốn, hắn tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ. Bốn phía không ít tu sĩ cũng có chút khẩn trương, nhất là Thiên Thi Tông tu sĩ, bọn họ không nghĩ đến, một cái không nổi danh người, dĩ nhiên có thể cùng thi hoàng tử một trận chiến. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo lực lượng tại hư không va chạm. Xôi trào, hai người cũng không sử dụng cái khác thần thông thủ đoạn, mà là quyền quyền đến thịt ngạnh bính,
không ít người nhìn thấy đều một trận tê cả da đầu. Nhất là những cái kia đối thi hoàng tử có hiểu biết người, càng là kinh ngạc không thôi. Thi hoàng tử nhục thân biết bao cường đại, thập đại thiên tài bên trong, không nói đệ nhất vậy cũng không sai biệt lắm, có thể hiện tại, Tiêu Phàm nhục thân dĩ nhiên không kém với hắn. Lại một cái nhục thân quái vật, trong rừng kiếm tử khẽ nói, nhìn về phía không trung ánh mắt tràn đầy một tia kiêng kỵ, đồng thời lại có chút mừng rỡ, tựa như gặp được con mồi một dạng. Không chỉ kiếm tử, mặt khác còn có mấy cái thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật ẩn núp trong bóng tối, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Thật lâu, không trung phía trên hai đạo thân ảnh rốt cục tách ra, đứng lơ lửng trên không, bốn phía khói đen che phủ, ngoại giới đại bộ phận người căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Cái này còn không phải ngươi cực hạn, thì hoàng tử híp híp hai mắt, khuôn mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù hắn cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng vừa mới một phen thăm dò, nếu như đối chiến những người khác lời nói, cho dù cổ thần cảnh tiền kỳ, đoán chừng cũng đã bị hắn đánh thành tro. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thí sự đều không có, cái này khiến thi hoàng tử không thể không thận trọng đối đãi. Nếu như nói trước đó thi hoàng tử còn 10 phần khinh thường Tiêu Phàm, càng về sau đem Tiêu Phàm xem như một nhân vật, như vậy hiện tại, thi hoàng tử đã đem Tiêu Phàm trở thành một cái cực kỳ cường đại đối thủ. Ngươi không phải cũng một dạng không có phát huy toàn lực sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, so với thi hoàng tử, hắn mặt ngoài muốn bình thản rất nhiều. Bất quá hắn trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, khi hắn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong thời khắc, Tiêu Phàm cũng cho rằng bản thân đã coi như là cổ thần cảnh phía dưới vô địch. Có thể cùng thi hoàng tử giao thủ, hắn mới phát hiện, có thể địch nổi bản thân, lớn có người ở. Cái này vẫn chỉ là nhị lưu thế lực thiên tài mà thôi, nếu như gặp gỡ nhất lưu thế lực thiên tài, chẳng phải là càng thêm khó chơi. Cũng không phải nói nhị lưu thế lực thiên tài không bằng nhất lưu thế lực thiên tài, mà là nhất lưu thế lực nắm giữ tài nguyên cùng nội tình, xa xa không phải nhị lưu thế lực có thể so sánh. Đều là thiên tài, nhưng nhất lưu thế tám rốt lực có thể tiêu phí gấp đôi tài nguyên ở tại trên người, tự nhiên không phải nhị lưu thế lực thiên tài có thể địch nổi. Khác không nói, liền là tu luyện công pháp và thần thông, nhất lưu thế lực cũng so nhị lưu thế lực mạnh hơn. Thì hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vung lên, bốn phía hắc vụ nhanh chóng biến mất, bộ mặt hắn cũng biến vặn vẹo, sau đó bị hắc vụ che khuất, rốt cuộc thấy không rõ mảy may. Người nào thắng? Đám người kinh ngạc nhìn xem không chung hai người, muốn biết rõ trận chiến này kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại hai đạo thân ảnh phía trên. Hừ, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Thì hoàng tử hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, liền hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa lao đi. Thì hoàng tử nhượng bộ, đám người nghe vậy, mí mắt một trận cuồng loạn. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, thậm chí, rất nhiều người đã đem Tiêu Phàm liệt vào cấm kỵ nhân vật. Mặc dù vừa mới một trận chiến không có kết quả cụ thể, thì hoàng tử cũng không thừa nhận bản thân thất bại, nhưng là đám người không phải đồ đần. Nếu như thi hoàng tử so Tiêu Phàm mạnh, lấy thi hoàng tử cường thế, hắn lại làm sao có thể nhượng bộ đây? Duy nhất khả năng chính là, vừa mới một trận chiến, Tiêu Phàm chiếm cứ thượng phong. Cho nên thi hoàng tử mới có thể không truy cứu thiên thi tông tu sĩ bị giết sự tình. Cùng thi hoàng tử một trận chiến, vậy mà còn có thể chiếm thượng phong. Người này thực lực, chẳng phải là cũng đã công tham tạo hóa. Người kia có vẻ như kêu Tiêu Phàm A, hôm nay bắt đầu, hắn tên tuổi tất nhiên sẽ vang vọng chín phủ 13 tông, hắn nếu đột phá cổ thần cảnh, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Lại một cái thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật ra đời. Trước kia liền tên hắn đều chưa nghe nói qua, không nghĩ đến khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái dĩ nhiên còn có dạng này một con hắc mã. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cũng vì Tiêu Phàm thực lực khiếp sợ không thôi, có thể có người ép thi hoàng tử một đầu, đây chính là chưa bao giờ từng có sự tình. Đi, thiên thi tông người nhìn thấy, nơi nào còn dám lưu ở nơi này. Liền thi hoàng tử đều đi, bọn họ lưu lại, 89 phần 10 không có kết cục tốt. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn lời, có thể không ai có thể bảo vệ bọn họ. Những người khác cũng nhao nhao rời đi, hiện tại thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái, trước đó đám người đạt thành chung nhận thức đến xem kịch vui, cho nên mới tạm dừng chiến đấu. Hiện ở trong này sự tình kết thúc, thiên thần bảng tranh đoạt tái còn phải tiếp tục,
người bên cạnh đều 10 phần nguy hiểm, người nào biết rõ bọn họ có thể hay không qua một lúc liền đối bản thân xuất thủ đây. Nhìn thấy tu sĩ rời đi, Thanh Minh cũng đưa một hơi, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có vẻ sùng bái, Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Có thể có cái gì sự tình? Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Đừng nói hắn cùng với Thi Hoàng tử cũng đã đạt thành chung nhận thức, coi như chân chính một trận chiến, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không sợ Thi Hoàng tử. Công tử, lúc này, Quân Nhược Hoan cũng đạp không mà lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, nơi xa Phong Lang, Trọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu bốn người cũng lập tức chạy tới. Tiêu Phàm đã sớm biết rõ bọn họ đến, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, có thể từ Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thi Tông vây công phía dưới sống sót, nghĩ đến mấy người cũng đã trải qua tốt một phen ma luyện. Trọc Thiên Hồng, cho. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, từng khỏa chiếu lấp lánh tảng đá đột nhiên xuất hiện ở Trọc Thiên Hồng trước người. Nhìn thấy những cái này óng ánh trong suốt tảng đá, Trọc Thiên Hồng hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt kích động nói, công tử, những cái này thần cách đều cho ta. Không cho ngươi chẳng lẽ cho ai? Tiêu Phàm bại Trọc Thiên Hồng liếc mắt, gia hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, sau đó lại đơn độc truyền âm nói, luyện hóa những cái này thần cách, cho ta tinh luyện một chút mệnh nguyên châu, ta có cái khác tác dụng. Công tử yên tâm đi, quấn ở trên người ta. Trọc Thiên Hồng thiếu chút nữa thì không vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Thi Hoàng tử, người hỗn trướng. Cũng đúng lúc này, một đạo hét lớn đột nhiên vang vọng chân trời, phế tích kia bên trong đột nhiên một đạo thân ảnh gian nan bỏ ra. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy máu me khắp người Huyền Bạch Y dĩ nhiên lần nữa đứng lên, một mặt phẫn nộ liếc nhìn lấy tứ phương, tìm kiếm lấy Thi Hoàng tử tung tích. Lúc này, Huyền Bạch Y cái kia sưng đỏ con mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ vị trí, trong lòng cỗ kia cừu hận ngập trời bạo phát ra. Bị Thi Hoàng tử một cước đạp bay, hôn mê lúc này, hắn trong lòng còn kìm nén một ngụm ngập trời lửa giận đây, Thi Hoàng tử cũng đã rời đi, hắn Huyền Bạch Y coi như muốn tìm Thi Hoàng tử báo thù cũng không thể nào. Hắn trong lòng cỗ này phẫn nộ, tự nhiên cũng liền muốn phát tiết tại Tiêu Phàm bọn họ trên thân. Huyền Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người nghe lệnh, giết bọn hắn cho ta, một tên cũng không để lại. Huyền Bạch Y lung la lung lay, dùng hết toàn thân lực lượng quát ầm lên. Giết Tiêu Phàm bọn họ, một tên cũng không để lại. Vừa mới chuẩn bị rời đi đám người không khỏi quỷ dị nhìn xem Huyền Bạch Y, cái kia ánh mắt đều là hí ngược cùng trào phúng, tựa như lại nhìn một cái giống như kẻ ngu. Tiêu Phàm có thể liền Thi Hoàng tử đều có thể ép một đầu người, người muốn cho bọn họ một tên cũng không để lại. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo, bất quá rất nhanh liền có người lấy lại tinh thần, Huyền Bạch Y trước đó bị Thi Hoàng tử một cước đạp hôn mê đi, tự nhiên không biết Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử một trận chiến sự tình. Hiện tại Huyền Bạch Y chỉ muốn phát tiết trong lòng lửa giận, đồng thời đem bản thân ném chàng tử tìm trở về. Đáng tiếc, hắn có vẻ như tìm lộn người. Ở đây Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ ngược lại là có không ít, nhưng căn bản không có người để ý tới Huyền Bạch Y mệnh lệnh, lại càng không cần phải nói xông đi lên đối phó Tiêu Phàm. Bọn họ không phải đồ đần, biết rõ đi lên chỉ là chịu chết, lại làm sao có thể xông về phía trước đây. Sau nửa ngày, Huyền Bạch Y nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ không nhúc nhích, tựa như căn bản không nghe được hắn lời nói đồng dạng, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Các ngươi đều điếc sao, ta nhường các ngươi giết hắn. Huyền Bạch Y giận tím mặt. Hắn dù sao cũng là Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, thập đại thiên tài cấp bậc nhân vật, bình thường tại Huyền Thiên Kiếm Tông, căn bản không người dám miệt thị hắn uy nghiêm. Nhưng mà hôm nay, gần vượt tất cả mọi người đều coi thường hắn, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh? Có còn muốn hay không tại Huyền Thiên Kiếm Tông lăn lộn, giết hắn cho ta? Nhìn thấy hình như pho tượng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ, Huyền Bạch Y tức khắc bắt đầu uy hiếp. Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Huyền Bạch Y, nhưng bọn họ cùng Tiêu Phàm đi liều mạng, thật đúng là không mấy người dám. Có một số người càng là nhìn một cái rời khỏi đám người, một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Huyền Bạch Y lung la lung lay hướng về Tiêu Phàm bọn họ đi tới, sưng đỏ con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt đâu đâu cũng có máu tươi, hết sức huyết tinh. Cái này Huyền Bạch Y chẳng lẽ không sợ chết à? Lúc này đưa lên, thế nhưng là một con đường chết a. Huyền Thiên Kiếm Tông thế lực biết bao cường đại, há lại U Vân Phủ có thể so sánh,
Tiêu Phàm nếu là giết hắn, không may khẳng định không chỉ chính hắn, liền U Vân Phủ đoán chừng cũng phải bị diệt. Đó cũng là, U Vân Phủ cầm hai lần dựng ngược đệ nhất, lần này đoán chừng cũng có khả năng rất lớn lấy được dựng ngược đệ nhất, đến lúc đó, U Vân Phủ liền không có tất yếu tồn tại. Tại đám người nhìn đến, lấy Huyền Bạch Hy thân phận, chỉ có hắn giết kẻ khác, cho tới bây giờ không có kẻ khác giết hắn một ngày. Muốn giết Huyền Bạch Hy, liền muốn gặp tai họa ngập đầu hậu quả. Nhìn thấy Huyền Bạch Y đi tới, Phong Lang lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa như làm xong tiện tay xuất thủ chuẩn bị. Giờ phút này Huyền Bạch Y cũng đã người bị trọng thương, liền đứng thẳng cũng thành vấn đề, chỗ nào lại là Phong Lang bọn họ đối thủ. Bất quá, Huyền Bạch Y cũng đồng dạng vững tin, chính phủ 13 tông, không có người dám ngay trước mặt nhiều người như vậy giết hắn. Một nhóm ra áo túi cơm, ta ly khai nơi đây, muốn các ngươi đẹp mắt. Huyền Bạch Y phẫn nộ nhìn Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ liếc mắt, đối với những cái này vi phạm mạng hắn làm cho người, Huyền Bạch Y là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Giết a! Lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, lại là Tiêu Phàm quét Huyền Bạch Y liếc mắt, liền quay người hướng về nơi xa mà đi. Giết a! Chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là dám giết Huyền Bạch Y hay sao? Đám người chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi cũng kịch liệt run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước. Là, công tử, lúc này, một đạo thanh âm đáp lại là Quân Nhược Hoan trước tiên xuất thủ. Đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe rơi xuống, phốc phốc một tiếng, Huyền Bạch Y đầu bỗng nhiên bay lên, trên cổ lưu lại một cái 10 phần chỉnh tề khe. Phốc cao mấy trượng cột máu từ Huyền Bạch Y trên cổ thơm nức hư không, tựa như huyết sắc suối phun đồng dạng. 10 phần hùng vĩ, diễm lệ. Chết, chết, bọn họ giết Huyền Bạch Y. Đám người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí ra đầu tê dại một hồi. Đây chính là Huyền Bạch Y a, chính phủ 13 tông xếp hạng thứ 5 Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ người thừa kế, vậy mà liền dạng này bị người giết chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ở đây người tuyệt đối tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm, không dám tin tưởng bản thân chứng kiến. Nhưng mà sự thật liền là như thế, Tiêu Phàm người, thật giết Huyền Bạch Y, chém đầu hắn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tin tức này lấy đáng sợ tốc độ hướng về bốn phía lan tràn, mà sơn cốc bên trong tu sĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến bắt đầu sợ hãi. Liền Huyền Bạch Y đều kêu giết liền giết, cái này cũng không phải đồng dạng bá đạo cùng cường thế. Xong, U Vân Phủ xong, Thanh Minh trong lòng một cái lộp bộp. Cho dù hắn toàn lực chiến thắng Huyền Bạch Y, nhưng hắn cũng không dám giết Huyền Bạch Y a. Mà hiện tại, Tiêu Phàm dĩ nhiên ngay trước mặt mấy ngàn người, biết Huyền Bạch Y tính mệnh, đây quả thực liền là lại gây hấn Huyền Thiên Kiếm Tông uy nghiêm a. Thiên thần bảng tranh đoạt tái sau đó, U Vân Phủ liền muốn đối mặt Huyền Thiên Kiếm Tông điên cuồng trả thù. Không nói bọn họ, rất chấn kinh còn là muốn thuộc Huyền Bạch Y bản nhân, hắn còn không có lấy lại tinh thần, liền đã thi thể tách ra. Hoàn toàn không dám tin tưởng dạng này kết quả. Tiêu Phàm, ta Huyền Thiên Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Bạch Y gầm thét một tiếng, một vệt sáng từ hắn lông mày bên trong gào thét mà ra, chuẩn bị hướng về chân trời lao đi. Muốn chạy, Quân Nhược Hoan khinh thường cười một tiếng, tất nhiên Tiêu Phàm cũng đã mở miệng giết Huyền Bạch Y, bọn họ tự nhiên 81 y mô sẽ không để cho Huyền Bạch Y chạy trốn. Chỉ thấy Quân Nhược Hoan lăng không vạch một cái. Huyền Bạch Y linh hồn kêu thảm một tiếng liền ngã xuống, ngay sau đó Quân Nhược Hoan một chỉ bắn ra, một vệt sáng lập tức chui vào Huyền Bạch Y linh hồn bên trong. Huyền Bạch Y linh hồn phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm âm thanh, liền hóa thành một trận linh hồn ba động bao phủ tứ phía bát phương. Tiêu Phàm cũng không nhường những cái này linh hồn năng lượng tiêu tán, trong nháy mắt, một cái thuận thời châm xoay tròn vòng xoáy xuất hiện, đem cái kia tất cả năng lượng nuốt đi không còn. Đồng thời, Tiêu Phàm mệnh cách thần tinh dung luyện Huyền Bạch Y mệnh cách thần tinh, tính cả thần cách cũng không có buông tha. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở một hai cái trong hô hấp, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm cùng hắn cấp dưới như thế quyết đoán cùng lớn mật, liền Huyền Bạch Y vậy mà đều dám giết. Huyền Bạch Y chết thật, mà lại hay là thần hồn câu diệt. Thật lâu, có người rốt cục lấy lại tinh thần, lên tiếng kinh hô. Rất nhiều người toàn thân kịch liệt run rẩy. Thậm chí biến vô cùng hoảng sợ, bắt đầu nhao nhao hướng về bốn phía thối lui.
Tiêu Phàm cái này phong tử tên điên, liền Huyền Bạch Y đều dám giết, lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Huyền Thiên Kiếm Tông người, một cái đều bị buông tha. Tiêu Phàm làm xong cái kia tất cả, đen kịt mà băng lãnh con người đột nhiên nhìn về phía nơi xa ăn mặc Huyền Thiên Kiếm Tông đặc thù phục sức tu sĩ nói. Chạy, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, hóa thành cực tốc hướng về tứ phía bát phương chạy trốn. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, hôm nay trước đó, vẫn là bọn hắn vây giết U Vân Phủ tu sĩ, có thể hôm nay, Huyền Bạch Y bỏ mình, U Vân Phủ lại bắt đầu vây công bọn họ. Nếu như là bình thường U Vân Phủ tu sĩ, bọn họ nhiều người như vậy căn bản không tất yếu e ngại, có thể hiện tại muốn giết bọn hắn là cái kia liền thi hoàng tử bị đè ép một đầu Tiêu Phàm A. Sự sợ hãi ấy cảm giác còn chưa biến mất, bọn họ nào dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong. Giết, Quân Nhược Hoan cùng Phong Lang đám người hét lớn một tiếng, không chút do dự giết ra, Thanh Minh, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu cũng đồng dạng xông tới. Lúc này, Sơn Cốc Phụ Lâm bên trong, lại lao ra tốt mấy chục người, nhao nhao chặn lại chuẩn bị chạy trốn Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ đường đi. Những cái này người không phải kẻ khác, chính là mấy ngày nay bị Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông điên cuồng truy sát U Vân Phủ tu sĩ. Bây giờ thế cục đảo ngược. Bọn họ tự nhiên tận hết sức lực, sẽ không bỏ qua lớn như thế thời cơ tốt. Trong lúc nhất thời, kêu thảm tiếng bên tai không dứt, sơn cốc trên không, lần nữa trở thành một mảnh sát lục tràng. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không tự mình động thủ, dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn lấy trong rừng kiếm la, trong lòng dâng lên một cỗ đề phòng ý. Kiếm tử đám người nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là lặng lẽ thối lui. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng U Vân Phủ ân oán, bọn họ đều không muốn nhúng tay. Về phần Tiêu Phàm, nếu như hắn có thể tiến giai, đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp gỡ, có rất lớn cơ hội giao phong. Nhìn thấy kiếm tử đám người rời đi, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, cùng thi hoàng tử một trận chiến, Tiêu Phàm đối thập đại thiên tài thực lực cũng có một đại khái biết. Nếu như có người âm thầm đánh lén hắn lời nói, cho dù là hắn cũng khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Thật lâu, xác nhận kiếm tử đám người toàn bộ đều rời đi, Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía bỏ chạy Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ, ánh mắt không tình cảm chút nào. Các ngươi những cái này tạp toái, đều đi chết đi. Ha ha, nhị ca, ta rốt cục cho ngươi báo thù. Giết bọn họ, một tên cũng không để lại. U Vân Phủ tu sĩ ra sức gào thét, gầm thét, bọn họ đang phát tiết mấy ngày nay trong lòng buồn bực và cừu hận. Không muốn sống đồng dạng chém giết lấy, gần như điên cuồng. Huyền Bạch Y bị giết sự tình, cơ hồ truyền khắp toàn bộ cổ địa, Tiêu Phàm tên triệt để vang vọng chín phủ 13 tông tu sĩ ở giữa. Một mảnh vách núi bên bờ, một cái tóc bạc thanh niên đứng chắp tay, sắc bén con người giống như kiếm quang đồng dạng, ngắm nhìn phương xa, dường như muốn đem thiên địa này mở ra một dạng. Ở sau lưng hắn, một cái thuộc hạ đang tại thuật nói cái gì, thật lâu. Tóc bạc thanh niên mới lấy lại tinh thần, nhíu mày trầm ngâm nói, giết Huyền Bạch Y. Vâng, vậy thuộc hạ cung kính nói, thi hoàng tử cùng đánh một trận, có vẻ như về sau còn đã rơi vào hạ phong, mang theo Thiên Thi Tông người rút đi. Tóc bạc thanh niên trên mặt rốt cục lóe qua vẻ khác thường, vô luận là chiến bại thi hoàng tử, hay là giết chết Huyền Bạch Y, hai chuyện này đều đủ để cho hắn động dung. Thi hoàng tử bài danh thập đại thiên tài đệ tam. Mặc dù chỉ lạc hậu hắn một cái thứ tự, nhưng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc ổn áp thi hoàng tử. Về phần giết Huyền Bạch Y, tóc bạc thanh niên ngược lại là có thể làm được, nhưng là hắn lại không dám, không vì cái gì khác, nếu là Huyền Thiên Kiếm Tông khởi xướng điên lên, Long Đằng Phủ đoán chừng cũng phải đau đầu. Có thể hai chuyện này hiện tại cũng bị một người làm, cái này khiến tóc bạc thanh niên như thế nào không được động dung đây. Tóc bạc thanh niên khoát khoát tay. Hắn thuộc hạ tức khắc biến mất, hắn nhìn qua cái kia xương trắng mênh mông sơn lâm, âm thầm trầm ngâm, có ý tứ, Vũ Văn Tiên, nhìn đến ngươi lại nhiều một cái đối thủ. Thoại âm rơi xuống, tóc bạc thanh niên lập tức biến mất ở vách núi phía trên, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, cái kia thân pháp, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Tiêu Phàm tự nhiên không biết ngoại giới tất cả những thứ này, từ giết Huyền Bạch Y một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt cái gì. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại. Thi hoàng tử cũng đã đáp ứng hắn, nhưng Thiên Thi Tông kiềm chế Huyền Thiên Kiếm Tông, nếu như không cho hắn tạo thành một chút phiền phức,
vậy liền thật không phải hắn Tiêu Phàm. Nếu là thi hoàng tử không có đáp ứng hắn yêu cầu, Tiêu Phàm thật đúng là không dám tùy tiện giết Huyền Bạch Y, Huyền Thiên Kiếm Tông lửa giận cũng không phải hắn hiện tại có thể chịu được. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa tháng thời gian, thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ nhất cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Nhưng mà, chân chính giết chóc hiện tại mới bắt đầu, các đại thế lực thiên thần cảnh cường giả toàn bộ đều biến điên cuồng lên, toàn bộ cổ địa đều bị nhuộm thành huyết sắc, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh khí tức. Mà đối với Tiêu Phàm, cái này hơn nửa tháng thời gian qua hay là tương đối nhẹ nhõm, ngay từ đầu hắn một mực đang luyện hóa thể nội còn sót lại thần tính cùng linh hồn lực lượng. Nhưng hắn an ủi là, lại thôn phệ hơn 200 thiên thần cảnh cường giả linh hồn sau đó, thí thần cũng đã tùy thời có thể đột phá đến cổ thần cảnh. Hắn không biết thí thần bước vào cổ thần cảnh sẽ nắm giữ như thế nào thực lực, dù sao, thí thần dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng bên trên xếp hạng thứ 19 tồn tại. Đương nhiên, so với thí thần, Tiêu Phàm càng thêm chờ mong tự thân đột phá cổ thần cảnh một khắc kia. Hơn nửa tháng thời gian, Tiêu Phàm cũng đã đem thể nội thần tính luyện hóa hầu như không còn, nhục thân cũng đã chặt chẽ đến một cái đáng sợ cấp độ. Cho dù thượng phẩm thần binh chặt ở trên người hắn, đều chưa hẳn có thể phá hư hắn ra rẻ, loại này biến hóa nhường Tiêu Phàm đều vô cùng kinh ngạc, hắn thậm chí hoài nghi, loại này năng lực khả năng cũng là một loại tiên thiên thần thông. Những ngày qua, Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng bọn họ ngẫu nhiên đưa tới một chút thần cách nhường hắn bóc ra thần tính, nhưng Tiêu Phàm phát hiện, bản thân luyện hóa thần tính tốc độ càng ngày càng chậm. Liền tựa như tự thân cũng đã đến nhanh bình cảnh đồng dạng, mỗi gia tăng 8 bè 3 z một chút, cũng như chất bay vọt đồng dạng khó khăn. Mà theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn nhục thân rốt cuộc khó có thể cường hóa mảy may, đồng thời, Tiêu Phàm phát hiện, thiên thần cảnh thần cách đối với hắn cũng đã vô dụng. Bất quá nhường hắn an ủi là, cảnh giới mặc dù không có biến hóa, nhưng hắn thực lực vẫn có tăng cường. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, vô tận chi hỏa đột nhiên bạo động, liền lập tức nhường Tiêu Phàm lâm vào thống khổ bên trong, loại kia toàn thân bị thiên hỏa thiêu đốt thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có thể Tiêu Phàm lại dòng dã chịu đựng 3 ngày 3 đêm, mà lại còn xa xa còn chưa có kết thúc dấu hiệu, dù là lấy Tiêu Phàm sự nhẫn nại, cũng có chút tiếp nhận không được. Giờ phút này, Tiêu Phàm hoàn toàn tắm rửa ở trong kim sắc hỏa diễm hải, cả người chán phóng vô lượng bảo quang, ở sau lưng hắn, vô tận động thiên chìm nổi, phun ra nuốt vào lấy mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Hắn thể nội nhanh chóng vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, trên người hỏa diễm khí thế không ngừng kéo lên, cái kia hỏa diễm chính là vô tận chi hỏa, chỉ là so sánh trước đó, không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Trước mắt vô tận chi hỏa rõ ràng là muốn tiến giai dấu hiệu. Điểm này Tiêu Phàm cũng rõ ràng, vô tận chi hỏa hoàn toàn luyện hóa hỏa vân tử thiên hỏa lúc, Tiêu Phàm liền cảm ứng được vô tận chi hỏa biến hóa. Mà mấy ngày, vô tận chi hỏa dĩ nhiên thôn phệ luyện hóa một nửa tinh vẫn cổ hỏa, ngay từ đầu Tiêu Phàm là cực kỳ kích động, nhưng mà cái này cũng đồng dạng là tai nạn bắt đầu. Tinh vẫn cổ hỏa tự biết tự thân sắp bị thôn phệ, tức khắc bắt đầu điên cuồng xuyên loạn lên. Cũng may Tiêu Phàm nhục thân đầy đủ cường đại, hơn nữa đã từng lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa, cho nên quả thực là đối phó tinh vẫn cổ hỏa trùng kích. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã bị đốt thành kiếp cho. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì tinh vẫn cổ hỏa đã bị vô tận chi hỏa vụng trộm luyện hóa một nửa nguyên nhân, đến 3 ngày trước mới hậu chi hậu giác, chuẩn bị phản kháng vô tận chi hỏa. Lúc này vô tận chi hỏa cũng đã không kém gì cổ hỏa. Chỉ là còn không có chân chính bước vào cổ hỏa cấp độ, cho dù không phải tinh vẫn cổ hỏa đối thủ, vậy cũng không sai biệt lắm. Mặt khác, lại tăng thêm Tiêu Phàm lấy được đạo hỏa hồng lô điển, vô tận chi hỏa lại là ổn áp tinh vẫn cổ hỏa một bậc. Mặc dù tinh vẫn cổ hỏa còn đang dãy giụa, nhưng luyện hóa chỉ là sớm muộn vấn đề. 3 ngày 3 đêm đến nay, tinh vẫn cổ hỏa hỏa diễm lực lượng rốt cục chậm rãi thong thả không ít, mà vô tận chi hỏa lại tăng vọt vô số. Tùy thời đều khả năng đột phá đến cổ hỏa cảnh giới. Một khi vô tận chi hỏa đột phá cổ hỏa, Tiêu Phàm vậy coi như lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, cho dù cổ thần cảnh tiền kỳ, cũng khó có thể tiếp nhận cổ hỏa chi uy. Còn kém một chút xíu, Tiêu Phàm cắn răng kiên trì, vô tận chi hỏa hắn ngược lại không sợ, thế nhưng tinh vẫn cổ hỏa lại làm cho Tiêu Phàm kiêng kỵ vô cùng.
chỉ cần tinh vẫn cổ hỏa không có hoàn toàn bị luyện hóa, cái kia chung quy là một cái biến số. Như thế lại qua ba canh giờ, Tiêu Phàm sắc mặt cũng đã hơi trắng bệch, thời gian dài bị hỏa diễm thiêu đốt cùng đốt luyện, hắn lực lượng cũng đã còn thừa không có mấy. Nếu như có thể từ bỏ, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm từ bỏ, đáng tiếc tinh vẫn cổ hỏa chiếm cứ tại hắn thần cung bên trong, mảnh này cổ địa bị trận pháp bao phủ, căn bản không cách nào mở ra thần cung, tinh vẫn cổ hỏa tự nhiên cũng không cách nào rời đi. Hắn cũng biết rõ, cho dù có thể mở ra thần cung, tinh vẫn cổ hỏa cũng chưa hẳn có thể bước đi ra. Còn không được sao, Tiêu Phàm đau nhè răng trợn mắt, thân thể cũng đã suy yếu đến cực điểm, tựa như tiến hành 3 ngày 3 đêm tuyệt thế đại chiến một dạng. Oanh, vừa dứt lời, đột nhiên trên người hắn vô tận chi hỏa tăng vọt, hóa thành cuồng bạo lực lượng xông thẳng tứ phía bát phương, toàn bộ động phủ lập tức bị vô tận chi hỏa đốt thành nham tương, bắt đầu đổ sụp lên. Đáng sợ nhiệt độ bao phủ tứ phương, nham tương chi hải nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Mà Tiêu Phàm lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giờ phút này vô tận chi hỏa, vẫn như cũ phát ra kim sắc quang mang, sáng chói vô cùng, so sánh trước đó nhìn qua càng thêm bá đạo rất nhiều. Cảm thụ qua tinh vẫn cổ hỏa lực lượng Tiêu Phàm, đối loại này bá đạo khí thức là lại cực kỳ quen thuộc, trên mặt cũng rốt cục nổi lên một tia tiếu dung. Cổ hỏa, Tiêu Phàm kích động dị thường, lập tức tâm thần toàn bộ chìm vào thần cung bên trong. Thao túng linh hồn bản thể trưởng khống vô tận chi hỏa lực lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.